Xin chào tất cả các chị. Tối nay là mẫu mới nha cả nhà ơi. Đẹp quá đẹp luôn. Chị hai bữa nay bán quà hả ta? Chịu hỏi bán quà thôi, bữa nay bán quà rồi, bữa nay bán quà. Đóng cửa rồi đi. Em khóa cửa ngoài luôn đi Quyên rồi. Nãy chị tưởng chị Hai qua chị không có khóa. Em xin chào cả nhà. Tối nay là mẫu mới nha cả nhà mình ơi, đẹp lắm. Mẫu giả váy em mới về rất là dễ thương luôn nè. Bán giá yêu thương cho cả nhà mình luôn, 115.000 bộ à mấy chị. 115.000 một bộ. Bộ em đang mặc. Em đang mặc là mã nhí đỏ nha, các chị lên giúp em mã nhí đỏ thì các chị. Đẹp. Bộ em mặc là bộ giả váy nha các chị, giá 115.000 một bộ, rất là đẹp luôn ạ. Bộ em mới về còn đầy đủ size cho cả nhà mình nha, 115.000. Rồi, em đang mặc là mã nhí đỏ. Cái này các chị lên giúp giùm em là mã này là mã bông đỏ. Em đang mặc là nhí đỏ nha, cái này là bông đỏ. Xin chào bắp cải. Bộ này lên giúp em bộ bông đỏ nha các chị ơi, bông đỏ nha, em đang mặc là nhí đỏ. Lên giúp em bộ này bộ bông đỏ. Vải rất là mát luôn nha cả nhà. Ôi cái này nó đẹp dữ vậy. Giả đực này đã quá mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã riêu nha các chị ơi. Nhí nâu đi, cái này các chị lên giúp em nhí nâu đi. Đừng là mã riêu, lên giúp em nhí nâu đi. Bộ này giả đẹp nè. Nhí nâu nha, nhí nâu kèm size giúp em nhí nâu. Ôi ôi, đẹp quá các chị ơi, bộ này đẹp nè. Giải nó mát lạnh luôn á. Lên giúp em mã này mã sơn thủy nha. Cho em mã sơn thủy. Cho em mã này mã sơn thủy. Cái chị vào rồi, cái chị tương tác giúp em đi cả nhà. 56 chị đang xem tương tác giúp em đi. Nên lên trễ xíu. Mã này lên giúp em, màu này là màu da. Ồ, cái sơn thủy với cái da này đẹp quá. Em chào chị Nguyễn Thị Loan. Lên giúp em mã da nha cả nhà ơi. Da 115.000 một bộ. Lên giúp em mã này là mã da. Hello, hello chị Tư. Mà chị lạc lòi đâu lên đây vậy? Trời ơi, cái kẻ vàng này nó đẹp nè mấy chị. Lên giúp em bộ này bộ kẻ vàng nha, kẻ vàng giá 115.000. Giá 115.000, các chị đang xem chấm tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi. Ôi ôi, các chị ơi, đẹp nè. Nhí vàng. Lên với em cái này là mã nhí vàng giúp em đi, nền xanh mà lên nhí vàng là đẹp quá chừng. Lên giúp em mã nhí vàng nha, nhí vàng 115.000, giá quá đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là bộ bi đỏ, cho em bi đỏ. Bi đỏ giúp em nha, bi đỏ kèm size, cho em mã bi đỏ. Kiểu này dễ thương quá mấy chị bi đỏ. Em chào Úc, em chào chị Thanh Quyên. Rồi cái này các chị lên giúp em là bi đen. Cho em mã bi đen nha, bi đen. Đẹp quá. Bi đen nha cả nhà, bi đen. Giả váy quá đẹp. Cho em bi đen nha, bi đen kèm size giúp em luôn, cho em bi đen. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa. Cho em mã hoa. Các chị vào rồi tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nè. Rồi chỗ em bộ em đang mặc là mã nhí đỏ nha, nhí đỏ. Bộ này lên giúp em mã hoa nè các chị, mã hoa. Hello Úc. Lên giúp em mã hoa nha các chị, mã hoa. Em có từ size 1 đến size 6 cho các chị nha.
từ 46 47 kg đến 75 76 kg mình mặc vừa. Em chào chị Minh Thùy, bữa giờ mới thấy chị Minh Thùy á. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí đỏ nè, lên giúp em mã này mã nhí đỏ nha các chị. Nhí đỏ kèm size giúp em. 115.000 một bộ. Bộ giả váy. Bộ này đẹp lắm luôn. Lên giúp em mã nhí đỏ ha, nhí đỏ kèm size giúp em nha, nhí đỏ. Nhí đỏ size số 1 em chốt cho chị Nhà Hàng Võ. Nhí đỏ đang bận size số 2 cho chị Kim Thu. 50 kg mình cao bao nhiêu vậy chị Nhà Hàng Võ ơi? 50 kg mình cao bao nhiêu vậy chị, để em lấy cái size cho. Nhí đỏ size 2 cho bắp cải. À, cái bộ này đẹp nè. Bộ này đẹp lắm luôn, lên giúp em mã này mã nhí vàng đi cả nhà, nhí vàng. 115.000. 50 kg cao 1m55 trở lên em lấy cho chị size số 1 nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng nha các chị. Kiểu dễ thương lắm, cái bộ này đẹp lắm nè cả nhà. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng nha. Nhí vàng kèm size giúp em luôn cả nhà mình ơi. Nhí vàng. Chốt em nhí vàng nha, đẹp quá. 115.000 hả các chị đẹp nhà em. Một bộ đồ rất là đẹp luôn. Rồi dạ váy giúp em ha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Lên giúp em mã này. Ok chị đẹp nha. Chị Nhàn rõ 1m6 50kg là chuẩn size 1 luôn nha chị ơi. Bộ này là chị mặc đẹp luôn đó. Lên giúp em màu này là mã nhí, này là mã nhí vàng nha cả nhà, nhí vàng kèm size giúp em nha, nhí vàng. 115.000 một bộ, size 1 là 50-51 kg trở lại mặt vừa, size 2 là 55-56 kg chị. Nhí nâu size 2 cho bắp cải. Rồi em đang mặc mã này là mã bi đen. Lên giúp em bộ này là bộ bi đen. Bộ này ngoài cũng đẹp lắm nè mấy chị. Nè em để cho các chị xem cái bi ha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bi đen. 115.000. Quá đẹp luôn. Bộ bi đen lên đẹp chưa. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bi đen nha. Bi đen kèm size giúp em luôn. Chốt em bi đen. Chốt em mã bi đen ạ. 115.000 một bộ các chị. Chốt em bi đen. Nên sao trời nó ngập ngập vậy ta. Rồi cái này cái nãy chị lên mã này mã hoa đúng không? Dạ. Lên với em mã này mã hoa nha mấy chị ơi, hoa. Chốt em mã hoa, hoa kèm size giúp em luôn, mã hoa. Các chị đang xem chấm tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi. Sao không thấy mấy chị đẹp tương tác gì. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa. Hoa kèm size giúp em nha. Hoa kèm size giúp em luôn. Chỗ em mã hoa. Em đứng gần cho các chị xem cái bông nè. Mã hoa 115.000 một bộ giả váy. Chị nào thích cái form đầu giả váy thì các chị chốt nha mấy chị. Kẻ vàng. Ôi ôi nó đẹp. Mã kẻ vàng này đẹp nè. Bắp cải lấy bộ kẻ vàng nè bắp cải. Kẻ vàng đẹp nè. Hoa 2 cho chị Ngô Tâm. Đây em chuẩn bị em mặc tới nè chị Thảo Vinh. Em chuẩn bị mặc tới nè. Ôi cái bộ kẻ vàng này đẹp lắm mấy chị. Kẻ vàng giải nó cũng đẹp nữa. Em nhận đồ rồi. Chị Út ơi đẹp quá chị, em cảm ơn chị Thảo Vi. Ôi đẹp quá, bộ kẻ vàng mấy chị. Bộ này giải cũng đẹp nữa. Họa tiết rất là sang, ok. Kẻ vàng 2 cho bắp cải nha. Đẹp lắm luôn cả nhà. Bộ này mặc lên trắng da sang lắm luôn nè. Lên với em mã kẻ vàng nha, kẻ vàng kèm size với em. Bộ này đẹp, vải cũng đẹp. Kẻ vàng lên với em kẻ vàng nha. Kẻ vàng kèm size giúp em luôn. 115.000 một bộ. Rồi lên giúp em mã này là mã da. Ở ngoài buổi tối ở ngoài em đứng nhìn vô thấy cái căn này. Không thấy gì cho.
85kg, cao 1m55 trở lên là mặc size số 4 nha chị Long Dương ơi. Kẻ vàng size 2 cho chị Ngô Tâm. Kẻ vàng size 2 em chốt cho chị Kim Julie. Kẻ vàng 6 chốt cho cô Nguyễn Thanh. Kẻ vàng 1 em chốt cho chị Phạm Xuân. Đây cái bộ màu da là cái bộ mà xuất sắc luôn. Kẻ vàng hết. Ôi ôi cái bộ màu da nè rất là đẹp. Bộ màu da rất là đẹp luôn. 115.000 một bộ thôi cả nhà mình ơi. Bộ giả váy giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị ơi. Chốt em mã này là mã da nha. Lên giúp em mã da. Chốt đi cả nhà. Cái bộ da này đẹp lắm nè. Bộ da này vải cũng đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã da nha. Da kèm size giúp em luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm. Cái họa tiết nè. Cái chị nhìn nè. Đẹp lắm nha. Rồi lên giúp em mã này là mã da đi các chị da. Ồ. Vậy hả? Ủa, gì vàng size 2 có 1 bộ 1 hả? Có 1 bộ 1 rồi cái mã kia là không có bộ nào luôn. Mã sơn thủy là không có bộ đúng nào luôn. Rồi, rồi. Kẻ vàng size số 2 em hết trơn rồi chị Kim Julie ơi. Chị Ngô Tâm có đúng không? Chị Ngô Tâm chốt trước. Rồi, chị Kim Julie ơi, kẻ vàng 2 em hết rồi, da 2 cho chị Kim Julie. Da hai được mấy da hai còn đúng không? Còn nhiều đúng không? Mấy bộ? Da hai cũng có hai bộ. Rồi da hai cho chị Kim Julie một bộ với chị Ngô Tâm một bộ là em hết nè. Cô Nguyễn Thanh là bỏ vàng 6 đổi lại cho cô Nguyễn Thanh là vàng 5 đi Quy. Dạ. Em nói lại nha. Dạ, dạ. Da hai em hết rồi chị Phương Nguyên ơi, em còn bộ da 1 em chốt cho chị nha. Vàng 4 cho chị Long Dương. Một mét 66kg là da 4. Da 4 cho chị Trương Mới. Chị Trương Mới lên giúp giùm em số điện thoại đi chị Trương Mới. Lên giúp em số điện thoại nha chị đẹp. Vàng 4, vàng 4. Mới nói cái vàng, da 1. Da 1 là chốt cho chị Phương Nguyên. Kẻ vàng 4 còn em. Kẻ vàng 4 cho chị Putin Trần là em hết. Da 5 cho cô Nguyễn Thanh luôn. Em đổi lại cho cô Nguyễn Thanh nha. Da 5, ở quên vàng 5. Rồi bộ em mặc là da nha các chị ơi, bộ em mặc là mã da, rất là đẹp luôn. Chị Kim Julie là không có vàng mà vàng kẻ vàng 2 nha chị Kim Julie. Da thì chị có, lại vàng em có một bộ một à. Rồi lên giúp em mã này là mã bi đỏ đi cả nhà, bi đỏ đẹp quá chừng luôn nè. Ôi cái giải này mặc mát lắm luôn đó mấy chị, mát rụi luôn á. Lên giúp em mã này là mã bi đỏ nha, bi đỏ. Bi đỏ kèm size giúp em nè cả nhà, bi đỏ. Cái bộ đỏ này ở ngoài cái chị mặc nó không có bị mỏng đâu nha mấy chị, không có bị mỏng đâu nha. Tại vì cái đèn chiếu vô á, cái đèn nó chiếu vô với lại do đặc thù của cái vải á, ở ngoài cái chị mặc là không có bị hằn hằn mấy cái này đâu nha, không có thấy gì ở trong hết á. Em mặc lên là nó bình thường á. Chị Trương Mới cho em số điện thoại. Chị Trương Mới lên giúp em số điện thoại chị Trương Mới ơi, lên giúp em bộ này là bộ bi đỏ đi. Cái chị chốt em mã này là mã bi đỏ rất là đẹp luôn nè. Em mặc em hay kéo cái quần cao em kéo cái quần quen. Lên giúp em mã này là mã bi đỏ nha các chị, bi đỏ kèm size giúp em ạ. Chốt em bi đỏ. Rất là đẹp luôn cả nhà, bi đỏ. Bi đỏ 5 con chốt cho cô Nguyễn Thanh luôn. Bi đỏ này ở ngoài rất là đẹp. Cái chị nhìn cái bi của nó nè. Bi của nó gì nè. Rồi tiếp tục. Cái bộ sơn thủy này là em không có size 2 nha mấy chị. Da 4, da 4 còn không em? Da 4 còn bộ. Da 4 em chốt cho chị Thúy NT. Đây bộ sơn thủy nè cả nhà. Lên giúp em mã này mã sơn thủy đi, quá đẹp luôn. Sơn thủy là em không có size số 2. Không biết còn ở bờ còn sót ở bên xưởng không Tư? Ờ, không có. Cái bộ sơn thủy này em không có size số 2 mấy chị. Nghĩ có 1, 3, 4, 5, 6 thôi. Bị gì? Không bắt máy đơn hàng sale cả chục bộ ngày 8 tháng 5. Mà không có ghi nhà, không biết nhà nào. Long Dương hả? Ừ, không biết năm nào. Chắc năm 2022, thường mấy năm đó mấy bạn không có nốt thời gian. Lâu rồi. Bữa giờ có đơn. Mới đi đơn ngày 2 tháng 8
sơn thủy cả nhà ơi, bộ sơn thủy này là xuất sắc luôn cả nhà. Chắc phải thun như chị Mười Minh. Chị Trương mới không cho số điện thoại. Chị Trương mới không có cho số điện thoại, vậy là em không có lên đơn nha chị ơi. Em không có lên đơn cho mình được nha. Em xin số điện thoại qua nãy giờ chế chữ cho. Sơn thủy 5 cho cô Nguyễn Thanh. Rồi lên giúp em mã sơn thủy đi cả nhà, sơn thủy kèm size giúp em nha. C4. À C4. Rồi của chị đa, chị gì? Dương mới hả? Chị Dương mới là em quỷ bill nha chị ơi, không có cho số điện thoại nên em không có lấy đơn nha. Lên với em bộ này, bộ sơn thủy đi cả nhà, sơn thủy. Giá 115.000 một bộ, giả váy em đang mặc cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nè. Rồi chị Trương mới thấy số điện thoại. Mấy chị mua hàng mấy chị cứ cho số điện thoại để bên em là gọi điện chốt đơn trực tiếp, em không có chốt đơn qua điện thoại nha mấy chị. Ủa quên, không có chốt đơn qua tin nhắn nha, xin lỗi. Gọi điện chốt đơn trực tiếp, không chốt đơn qua tin nhắn. 1m68 66. C4 nè. Da 4. Da 4. Rồi, da 4. Hết rồi hả? Da 4 luôn. Ấy tầm 7 còn một đó. Chốt em mã này là mã nhí nâu, bộ nhí nâu này cũng quá đẹp luôn nè. Lên chứ em mã này mã nhí nâu nha, nhí nâu kèm size giúp em luôn, chốt em nhí nâu. Em mã nhí nâu đi cả nhà, nhí nâu. Nhí nâu kèm size giúp em nha các chị ơi. Bao lăng tông hả chị? Sơn thủy 5 em chốt cho chị Thu Trần. Là hết sơn thủy 5. Bao lăng tông size số 5 hình như là em không có còn hay sao á chị? Hồi chưa em like hình như là không có còn bộ nào hết trơn á chị làm nhỏ. Bữa nay em về lô mới nè chị, bữa nay em về cổ bao lăng tông lô mới nè chị. Mười Minh ơi, chị cho em nhí nâu chị lấy size số mấy ạ? À? Nhí nâu lấy xe máy chị ơi, nhí nâu quá đẹp luôn nè mấy chị. Nhí nâu 5 cho cô Nguyễn Thanh. Nhí nâu 4 cho chị Trương mới. Chị Mười Minh lấy nhí nâu xe máy chứ ơi. Nhí nâu 3 cho chị Lành Võ. Chút xíu em lên cho cái chị bộ cổ bao lăng tông bông mới em mới về nè. Đợt này về đẹp lắm. Rồi bộ em mặc giá 115.000 cả nhà mình ơi. Một chỉ có 115.000 thôi, quá đẹp luôn bộ giả váy. Chớ em ha. Nhí nâu lên giúp em mã nhí nâu. Chị Mười Minh nhí nâu xe số 2. Lên nhớ kèm cái mã đồ và kèm cái size giúp em nha mấy chị. Tay dài, đúng rồi, tay dài đó chị. Bao lăng tông tay dài. Ủa cái bộ này mà để em coi bao lăng tông tay gì. Chưa mở mẫu nữa. Rồi tay lỡ chứ ơi. Bữa nay em về bao lăng tông tay lỡ, tay qua cùi chỏ, không phải tay dài. Cái tay dài bao lăng tông em hết trơn luôn rồi, không còn bộ nào xe số 5 hết đó chị Lành Võ. Nhí nâu 4 em chốt cho chị Nguyễn Như. Rồi bộ em mặc là bộ bông đỏ đi cả nhà. Bộ em mặc là bộ bông đỏ nha, bông đỏ. Nhí nâu 4 cho chị Nguyễn Như, ok chị Nguyễn Như. Rồi lên giúp em bộ này bộ bông đỏ. Chốt em mã này là mã nhí đỏ, bông đỏ đi cái chị ơi, đẹp quá. Bông đỏ. Bông đỏ kèm size giúp em ha. Bông đỏ size 3 cho chị Phạm Xuân Phạm. Nhí nâu. Nhí nâu size 3 size mấy? Nhí nâu 4 cho chị Quỳnh Như. Bông đỏ size số 2 em chốt cho chị Ngô Tâm. Rồi em lên lại họa tiết cho các chị nha. Em lên lại họa tiết cho các chị một lần nữa xong rồi em qua cái bộ cổ bao lăng tông tay lỡ cho mấy chị. Mẫu em mới về. Rồi mã này lên giúp em là mã nhí nâu đi cả nhà, bộ này đẹp quá, chị đẹp luôn nè. Bộ này sang lắm. Bông đỏ 4 em chốt cho chị Nguyễn Như. Ok chị đẹp. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi, chốt em mã này là mã nhí nâu nè. Bông đỏ 5 cho cô Nguyễn Thanh. 115.000 một bộ cả nhà ơi, bộ giả váy. Quá đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là mã nhí nâu nha, nhí nâu. Em đang mặc là bông đỏ, còn bộ này là bộ nhí đỏ nè. Đẹp chưa cả nhà? Bộ nhí đỏ quá đẹp luôn, lên giúp em nhí đỏ. Dạ ok chị Nhi Ngọc, chút xíu em lên bộ cổ bao lăng tông tay lỡ này chị, kiểu đợt này đẹp lắm, mình mua ha. Rồi lên giúp em mã này mã nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ.
Sắp tới em về ống nhỏ nhiều cho mấy chị á, em cũng đặt mấy lô ống nhỏ cho mấy chị rồi. Rồi cái bộ này đẹp nè cả nhà, bộ nhí vàng. Nhí vàng này cô Nguyễn Thanh có chưa, cô Nguyễn Thanh ơi, cái chị có bộ này chưa, nếu mà chưa có lấy đi cả nhà, bộ này đẹp lắm đó. Nhí vàng, cái nền nó là nền xanh Cuban lên cái hoa vàng ở ngoài đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng nha, nhí vàng. Dạ, đang may nha chị Hồng Tuấn ơi, đang may nha chị ơi. Nhưng mà ghen mắt quá mấy chị ơi, cái ghen mắt quá chị tôi em chị. Chị nói là may cho mình nên em không hà mà nhập ghen mà ít đó thì giá nó cao, mà nguyên một nhập nguyên một lô thì về may không có hết. Đó. Nên là cũng đang đắn đo phân vân dữ lắm luôn nè. Tại vì á là nếu mà nhập cái ghen về chị tôi em chỉ nói là nó cao hơn cái giá bình thường của mình tới 20.000, 20.000 gần 30.000 một áo đó. Mà cái mẫu tay ghen nó đẹp thiệt nha, nó đẹp thiệt. Do là cái ghen đó, đó là cái ghen hồi năm rồi đó, cái ghen hồi năm rồi em ra áo và ba tay ghen với chị nhớ cái lúc mà em ở còn ở chị hai bên chị hai em là cái ghen đó. Đó em like cho mấy chị là cái lô tay dài á, rồi còn lại một ít chị tư em chỉ may cho em cái lô vừa rồi đó. Rồi bây giờ là hết trơn cái ghen đó rồi, bây giờ muốn nhập, muốn may cái mẫu tay ghen đó em phải nhập cái ghen mới, mà ghen mới nhập ít giá nó cao dữ lắm. Nhí nào 4 nên là mấy chị cũng gán chờ giúp em đi, nói chung là cố gắng em là em cố gắng làm sao để may ra cái áo mà giá thành nó rẻ nhất cho các chị nha. Nhí nào 4 em chốt cho chị Thí NT, nhí đỏ 4 cho chị Nguyễn Như, nhí vàng 5 cho cô Nguyễn Thanh. Cái bộ nhí vàng này đẹp nè, chị nào chưa chốt chốt đi cả nhà. Tại vì á, thật sự ra năm nay là buôn bán khó mấy chị, kinh tế cũng khó khăn á, nên là nói chung là em bán hàng cho mấy chị là giá rất là mềm, cái nào mà giảm được chi phí là cứ giảm. À, nhập cái ghen ít quá á, thì vậy nhập không mắc, mà nhiều quá thì sợ là làm hàng không có hết. Bộ mango tối nay không có like chị Dung Lê nha, đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chứ Nguyễn Như, nhí đỏ bao nhiêu tiền một bộ, có 75, có 75kg nha chị bé Nguyễn ơi. Chị 75kg, chị cao 1m55 trở lên, chị chốt size 6 giùm em nha. Giá chỉ có 115.000 một bộ thôi chị, chốt thun giúp em rất là đẹp luôn nè. Lên với em bộ này là bộ bi đen cả nhà, bi đen quá đẹp luôn. Chốt em mã bi đen ha, bi đen kèm size giúp em luôn. Chốt em bi đen, bộ này em có size cho các chị là từ size 1 đến size 6, size cho các chị 46kg đến 75-76kg mình mặc vừa. Lên với em bộ này là bộ bi đen cả nhà, vải quá đẹp luôn, mướt được. Rồi chốt em bộ này là bộ hoa, lên giúp em mã này là mã hoa. Em đang mặc là bông đỏ. Lên giúp em mã này là mã hoa nè các chị, mã hoa. Đẹp quá. Đi hè ăn trước đi. Lên giúp em mã này mã hoa. Bi đen size số 3 em chốt cho chị Lành Võ, bi đen size số 1 em chốt cho chị Phạm Xuân. Nhí vàng size số 4 cho chị Liễu Nguyễn. Ok chị Liễu Nguyễn, 115.000 một bộ à. Bình thường các chị thấy em nhập cái mẫu này về là em phải bán 125 đúng không? Bây giờ em bán cho mấy chị có 115.000 à, cho các chị dễ mua luôn, đầy đủ size nha. Càng hàng càng ngày là càng đẹp mà giá thì càng ngày càng mềm cho các chị. Nói chung là lợi ích lại một tí xíu mà các chị đẹp nhà em dễ mua nè, hàng hóa. Bây giờ cái gì cũng lên, các chị thấy mà xăng lên rồi là cái gì nó cũng lên hết mấy chị. Tại vì vận chuyển, mình vận chuyển cái gì cũng phải vận chuyển bằng xe đúng không, hoặc là đường thủy, cái nào cũng phải xăng với dầu. Chứ mà mấy chị thấy xăng dầu lên là cái gì cũng lên, cái gì cũng lên giá hết, nó phải nhích lên. Lên giúp em mã này đi nha, khi chơi mã hoa nha, chốt em mã hoa. Mã hoa. Rồi lên giúp em cái này là sơn thủy, nhưng mà em cố gắng là em bán giá bình dân nhất cho mấy chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, sơn thủy quá đẹp luôn nè. Cái chỉ bộ sơn thủy này giải nó đẹp lắm mấy chị, giải nó mịn sờ vô hả là nó mát, nó mướt cái tay luôn á, rất là ok luôn ha. Giải đẹp, lên giúp em mã sơn thủy nha, mà lên bộ này cũng đẹp nữa nè. Chốt em sơn thủy kèm size giúp em cả nhà, lên giúp em mã sơn thủy. Rồi bộ này lên giúp em là bộ kẻ vàng nha, kẻ vàng. Ôi cái bộ này cũng đẹp nữa nè. Lên giúp em mã kẻ vàng, 115.000, chốt em mã kẻ vàng. Kẻ vàng kèm size giúp em luôn cả nhà, kẻ vàng. Chốt em kẻ vàng à. Rồi mã này lên giúp em là bi đỏ, chốt em bi đỏ cả nhà ơi. Bi đỏ, quá đẹp luôn. Bi đỏ. Các chị còn xem được chấm tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi. Tương tác lên giúp em để mấy chị coi nó đừng có bị giật, chứ là cái coi nó không có bị hấp ra ngoài á. Bông đỏ size số 1 cho chị Nguyên Lâm. Ok chứ Nguyên Lâm. Chốt em bộ này nha cả nhà. Lên với em bộ này là mã bi đỏ cả nhà ơi, bi đỏ. Giá chỉ có 115.000 thôi các chị đẹp nhà em, bi đỏ.
bia đỏ kèm size giúp em. Em chào chị Phương Nguyễn, em chào chị Kiều Thúy. Các chị đang xem chấm tương tác hoặc các chị bình luận lên giúp giùm em để mình tăng cái độ tương tác nha các chị đẹp nha. Em ơi, không có, mình không có bị coi mà nó không có bị hót nó ra ngoài á. Còn chị nào mà chưa theo dõi trang và chưa nhấn theo dõi trang và chưa nhấn like thì các chị nhớ nhấn theo dõi để mình cập nhật mẫu nha. Đây, mã da quá đẹp luôn, mã da lên với em, mã da các chị đẹp nha. Em chào chị Thanh Quyên, em chào chị Thí, em là tên chào chị Quỳnh Thiền. Đây, mã da rất là đẹp luôn nè. Rồi, chốt em mã da ha, da kèm size giúp giùm em luôn, chốt em mã da. Da ba em chốt cho chị làm vỏ, ok chị làm vỏ. Rồi, em sẽ lên cho cái chị bộ cổ bao lăng tông em mới về nha. Em lên cho chị bộ cổ bao lăng tông rất là đẹp luôn. 115.000 một bộ hả chị Quỳnh Thuyền ơi. Da một em chốt cho chị Kim Dung. Nhí vàng, chị Dung Lê ơi, chị 75kg mà chị 1m7 là em không có bảo đảm được cái chiều cao rồi chị, không có bảo đảm được cái chiều dài á. Quần thì em may cũng rất là dài rồi đó, nhưng mà nếu mà chị mặc chắc là nó sẽ vừa chấm mắt cá chân của chị á, được không? Vừa mắt chấm mắt cá chân hoặc trên mắt cá chân xíu thôi. Da 4 cho chị Nguyễn Như, da 4 cho chị miền Tây quê tôi. Dạ em không có size 80kg nha chị bé Nguyễn ơi, không có size 80kg rồi chị đẹp ơi. Rồi em lên cho các chị cái bộ này. Bộ này là bộ cổ bao lăng tông mà tay lỡ mấy chị. Quần ống nhỏ giúp em nha, quá đẹp luôn. Bộ này em bán cho mấy chị giá 110.000. 110.000 mấy chị đẹp nha. Da size 1 em chốt cho chị Quyên Lâm luôn. Ok chị Dung Lê. Còn bộ mẫu chốt luôn hả? Rồi vậy là da 1 em hết trơn, chứ Quyên Lâm ơi, chứ Quyên Lâm chốt bộ khác đi. Rồi nhí vàng size số 6 cho chị Dung Lê. Chị bấm điêu chưa Quyên? Chị Dung Lê. Chị Dung Lê, bộ số 6 nhí vàng 6 chưa có đúng không? Nhí vàng 6 cho chị Dung Lê, ok chứ Dung Lê. Chị Quyên Lâm không có da 1 nha. Da 1 chị Quyên Lâm không có nha chị Quyên Lâm. Chọn qua mẫu khác giúp em nha. Chứ ơi, Sơn Thị 4 em chốt cho chị miền Tây quê tôi. Lấy luôn bộ nhí vàng đi chế miền Tây quê tôi ơi, đẹp á. Bộ nhí vàng, mấy cái bộ đẹp nè, nhí vàng với lại là nhí nâu. Lấy đi chị, nhí đỏ cũng đẹp, bông đỏ cũng đẹp, rồi em thấy cái nào cũng đẹp. Em thấy bông nào nó cũng ok hết trơn. Rồi, em lên cho các chị bộ cổ bao lăng tông ha. Bộ cổ bao lăng tông tay lỡ quá đẹp luôn, quần ống nhỏ nè. Chị nào đang chờ quần ống nhỏ nè, mẫu này đẹp lắm luôn. Giá 110.000 cả nhà mình ơi. Giá chỉ có 110.000 thôi, bộ này mặc rất là lịch sự, rất đẹp nha mấy chị. Da hai còn nè. Da hai hết luôn chị Mười Minh ơi. Da hai hết luôn rồi chị đẹp. Rồi cả nhà mình ơi, bộ em đang mặc quá đẹp luôn. Quần ống nhỏ nha. Quần ống nhỏ chứ không phải quần ống ôm nha cả nhà nè. Em mặc nè, ống nó vậy nè. Bộ em mặc giá chỉ có 110.000 thôi. Lên giúp em bộ này là bộ nhí xanh. Lên giúp em mã này, mã xanh đen. Lên giúp em bộ em đang mặc là xanh đen nha. Nút giả chị ơi, nút giả nha. Em không có may nút cài. Những cái bộ này mà mấy chị đồ thun mà mấy chị may nút cài mà mấy chị đâu có mặc ôm được đâu, mặc ngồi xuống nó bị hở ngực hết nha. Những cái bộ này là cái chị mặc phải vừa vừa ôm nó mới đẹp, nên là giờ người ta may nút giả không à, không có ai may cài cúc hết trơn á, chị hiếm ai may cài cúc lắm. Xanh đen size số 3 cho chị Phạm Xuân Phạm. Mua cái máy mà để làm nút chứ, hoặc là đóng nút cho mấy chị á hả, là cũng cả trăm triệu hơn đó mấy chị, mới ra được hai cái máy nha. Nhưng mà là nó lại không có đẹp bằng mình may cái nút giả 110.000 em. Nút giả như vậy chồng cổ như chồng áo thun vậy, giải thun này nó có co giãn nha. Với lại cái chị mặc ôm nó vẫn đẹp, những cái thun thì cái chị nên mặc ôm nha. Mặc ôm hoặc mặc vừa vừa thôi, đừng rộng quá. Xanh đen size 2 cho chị Quyên Lâm, xanh đen size 5 cho chị Thu Trần. Chị Thương Ngọc. Chị Thương Ngọc có đơn ở bên em. Chị Thương Ngọc có một đơn. Để em chết lại cái bị cái gì đây. Chị Thương Ngọc hình như lâu lắm rồi mới mua lại ở bên em đúng không? Em thấy có một đơn hình như đơn tới gọi chứ không bắt máy hay gì nè. Sắp 8kg là size 5.
Đơn đợt này nhớ bắt máy, nhớ nghe máy, nhớ nhận hàng giùm em nha chị ơi. Cái này em không có kiểm tra được nên là em chốt lại cho chị đó. Nhưng mà nhớ nghe máy, nhớ để điện thoại bắt máy giùm em. Đừng có bơ, đừng có hoàn hàng về tội nghiệp em. Bán rất là mềm mà. Rồi, xanh đen xe số 5 em chốt cho chị Thương Ngọc. Ga bill chị Quyên. Xanh đen 4 cho chị Ngoan Võ. Bộ này là ống nhỏ đó chị Huy Lê. Dạ, em không có size 80kg rồi chị Bé Nguyễn ơi, Bé Nguyên ơi. Dạ, đơn của cô Nguyễn Thanh đi đơn luôn khỏi gọi. Okay, cô. Bộ này đẹp nè, cô Nguyễn Thanh ơi, cô Nguyễn Thanh có lấy thêm không cô Nguyễn Thanh? Xanh đen 4 em chốt cho chị Putin Trần. Bộ em mặc có 110 hả cả nhà, có 110 rất đẹp luôn, lên giúp em bộ này. Lên giúp em nhí đỏ. Cái chị sợ trùng với cái mã quần giả váy thì cái này cái chị lên giúp em là nhí đỏ 110 nha, nhí đỏ 110.000. Kèm theo giúp giùm em là cái giá tiền. Bộ này giá 110.000 quần ống nhỏ. Bộ cổ câu lăn tông tay lỡ rất đẹp luôn, tay qua vừa chọn. Đẹp xuất sắc nha cả nhà. Lên với em bộ này là bộ nhí đỏ đi cả nhà, nhí đỏ 110, đẹp lắm luôn. Giá chỉ có 110 thôi chị Huyên, Huy Lê ơi, đẹp lắm. Đây cái bộ này là mỗi một size em được có 2 hoặc là 3 bộ thôi nha cả nhà. Mỗi size chỉ được có 2 bộ hoặc là 3 bộ, cao lắm là 4 bộ thôi, các chị chốt nhanh nha, cái này ít. Lên với em mã này mã bông hồng. Bông hồng, dạ hôm nay chưa có lên lại mẫu đó nha cô Hồng Hạnh ơi. Có mẫu đó có thể chưa mai con sẽ lên đó cô. Rồi lên giúp em bộ này đi cả nhà, bộ bông hồng, đẹp quá đẹp luôn. Chốt em mã bông hồng nha. 110.000 bộ này quá xuất sắc luôn. Lên giúp em mã bông hồng. Rồi chốt em mã này là mã nhí xanh. Lên giúp em cái này là nhí xanh. Nhí xanh nha. Nhí xanh kèm size giúp em luôn các chị đẹp nhà em ơi, nhí xanh 110.000 bộ. Rồi bộ này các chị lên giúp em là kẻ màu này, lên giúp em màu kem. Lên với em màu này là màu kem, chốt em kem. Bi đỏ size số 4 là chị Nguyễn Như lấy cái bộ giả váy đúng không chị Nguyễn Như? Chị Nguyễn Như lấy bộ giả váy ha, bi đỏ 4 giả váy 115.000 cho chị Nguyễn Như. Nhí đỏ 56kg chị Quỳnh Trang ơi, chị Quỳnh Trang cho giùm em cái chiều cao đi chị Quỳnh Trang. 56kg là chị đang ở giữa cái size 2 với cái size 3 á, chị lên giúp giùm em cái chiều cao cái ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị ơi. Chốt em bộ này là bộ này là bộ mã kem nha. Cái bộ này rất đẹp nè, lên giúp em mã kem. Em đang mặc là xanh đen. Rồi cái bộ này lên giúp giùm em. Hồi nãy là bông hồng rồi, cái này cái chị lên giúp em là bông đỏ. Bông đỏ nha, lên giúp em bộ này là bộ bông đỏ. Chốt em bông đỏ. Bộ giả váy em mới vừa lên xong rồi chị muốn coi thì chút xíu em dơ lại cho mình coi nha. Còn giờ em lên mẫu này 56kg cho em chiều cao chị Quỳnh Trang. Cho em chiều cao mới biết lấy size và kèm theo số điện thoại giùm em. Chứ đẹp nha. Bộ đang mặc size 2 nha. Rồi xanh đen size số 2 cho chị Kim Dung Nguyễn. Bông hồng xanh đen size số 4 cho chị Thu Mai Võ. Ok chứ Thu Mai Võ. Cái chị lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng. Trời ơi nó đẹp nè mấy chị. Nhí cam đi mấy chị, cho đừng lộn với cái kia. Nhí cam nha, lên giúp em bộ này bộ nhí cam đi. Nhí cam. Mã kem size số 5 em chốt cho chị Thu Trần. Ok chứ Thu Trần. Lên với em cái này là nhí cam đi. Nó vừa màu vàng, nó vừa màu cam nè, đẹp lắm. Vừa màu trắng luôn. Lên với em bộ này là bộ nhí cam. Chốt em nhí cam nha các chị, nhí cam. Rồi cái này các chị lên giúp em là nhí ngọc. Lên với em nhí ngọc. Chốt em mã này mã nhí ngọc các chị, nhí ngọc 110.000 một bộ. Bao lăn tông tay lỡ, em đang mặc quần ống nhỏ rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Bộ này lên giúp em là mã nhí hồng. Nhí hồng 110.000. Lên giúp em nhí hồng, đẹp quá. Nhí hồng, nhí hồng kèm size giúp em luôn nha, nhí hồng. Chỗ em nhí hồng. Rồi. Cái này các chị lên giúp giùm em là mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp. Nhí ngọc 57kg là size 3 cho chị Phan Kiệt. Chị Quỳnh Trang là không có chiều cao, cũng không có số điện thoại luôn, nên là em không có lên đơn nha, em không có nhận đơn, không biết size để lấy. Rồi không có số điện thoại luôn, lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà, chốt em mã đẹp. Rồi em đang mặc là mã xanh đen, các chị chốt giúp em là xanh đen nha. 110.000 một bộ thôi các chị, lên giúp em mã này mã xanh đen. Quá đẹp luôn. Cái chị khách mới thì chốt hàng cho em cân nặng chiều cao nha mấy chị ơi, cho cân nặng chiều cao nha mới biết đường lấy. Bộ này đẹp quá chừng đẹp luôn. Bộ này cái chị mặc ở nhà cũng đẹp, mà cái chị mặc đi chợ đi này kia rồi nó cũng rất là xinh nè mấy chị. Tay lỡ. Lên với em mã này là mã đẹp à, 110.000 một bộ.
đẹp quá, xuất sắc luôn. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp đẹp kèm size giúp em đi cái chị. Cái bông lên đẹp quá. Rồi chốt em mã này là mã đẹp nha, đẹp kèm size giúp em luôn, 110.000 một bộ. Đẹp bốn em chốt cho chứ ngoan vỏ. Rồi lên giúp em mã đẹp nha, đẹp kèm size giúp em. Trăm mười ngàn. Rồi chốt em bộ này là bộ nhí hồng, nhí hồng kèm size giúp em luôn, nhí hồng quá đẹp. Dạ không nha chị ngoan vỏ ơi, em mai thường là nó sẽ có bồng, tay bồng em không có, tay không bồng là em không có, như chị cái này nó cũng đâu có bồng lắm đâu, nó là thun mà nè, cái tay nó vậy thôi. Tay này tuổi nào của chị mặc cũng được mà mấy chị, tay này tuổi nào mặc cũng đẹp mà nè, nó đâu phải là bồng bự lên đâu. Mã đẹp size số 2 cho chị Nguyên Lâm, đẹp 1 cho chị Thương Ngọc, sơn thủy size số 4 cho chị Putin Trần, đơn của chị Putin Trần đi đơn luôn khỏi gọi. Sơn thủy 4 hả? Sơn thủy 4 là chị Putin Trần lấy bộ giả váy hả chị Putin Trần? Chị lấy bộ giả váy, thêm bộ giả váy đúng không? Có biên của ai hay rồi? À, của chị Nguyên Lâm với chị Nguyên Lâm. Putin Trần. Rồi mã đẹp 1 cho chị Thương Ngọc. Chị Quỳnh Trang ơi, chị Quỳnh Trang bình luận ở trên Facebook giùm em chứ đừng có bình luận vào Messenger. Messenger em không có đọc được, em không có bấm bill cho mình được. Nhí đỏ xanh đen. Rồi em thấy rồi nè. Rồi nhí đỏ xanh đen size số 2 cho chị Quỳnh Trang. Ok chị Quỳnh Trang. Size số 2. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này, mã nhí hồng quá đẹp luôn cả nhà ơi, cái bộ nhí hồng nè. 110.000 một bộ em đang mặc nha mấy chị ơi, bao lăn tông tay lỡ. Xanh đen như chị. Rồi lên giúp em nhí hồng nha, nhí hồng kèm size giúp em luôn cả nhà. Chốt em mã nhí hồng. 115.000 à các chị ơi, đẹp quá đẹp luôn. Chốt em nhí hồng. Dạ hồi chiều chị có nói mấy bạn dọn đơn không chị? Chị thấy chí thấy anh là T có dồn đơn không? Tối nay là chị có hai bộ đó, chị thấy anh là T. Rồi hồi trưa chị đặt được ba bộ nữa hay gì, hay là hồi trưa một bộ? Có nói dồn mới dồn không là đi rồi. Nếu mà chị có kêu mấy bạn nhà em dồn là mấy bạn sẽ chừa lại đó, mai mấy bạn dồn cho chị. Rồi lên giúp em mã nhí ngọc nha cả nhà ơi, nhí ngọc kèm size giúp em đi, cái chị quá chừng đẹp luôn rồi. Nhà mò cũng bán hoài ha. Bán cái gì mà mò bán hoài vậy. Lên với em nhí ngọc, hỏi cái bộ nhí ngọc này đẹp quá chừng luôn mấy chị. Chị Đào Hằng số điện thoại này nha chị. À, chị Thu Ngọc ơi, là sao ta, là em đổi số cho chị hay là sao? Hiện tại cái số ở Thương Ngọc đó là 606 nè. Bây giờ là em đổi cái số 958 cho chị đúng không? Nhí Ngọc 2 cho chị Kitty Mel, Nhí Ngọc 3 em chốt cho chị Ngân Ngô. Rồi em bấm em luôn số mới rồi nha, luôn cái số 958 của chị đó chị Thương Ngọc. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp em mã Nhí Ngọc đi, cái chị ơi quá chị đẹp luôn rồi. Có 110.000 à, bộ bao lăn tông tay lỡ. Lên với em Nhí Ngọc nha. Rồi ok chị có nói dồn đơn là mấy bạn nhà em sẽ chừa lại cho chị rồi đó. Mai có gì mấy bạn dồn đơn cho. Rồi lên giúp em mã nhí ngọc đi, cái chị nhí ngọc quá đẹp. Rồi cái này là nhí cam nè. Rồi ok chị Thương Ngọc. Chốt em nhí cam đi cả nhà, nhí cam. Cái đó mai nhớ nói em vô nha. Ôi ôi cái nhí cam nó đẹp mấy chứ ơi.
xuất sắc luôn á. Mấy cái bộ này cái chị mặc đẹp lắm luôn nè. Kiểu này em may là tuổi nào cái chị với cái cô mặc cũng được hết trơn á. Lên với em bộ này, bộ nhí cam đi cả nhà, đẹp quá đẹp. Rồi chắc chắc lưỡi. Đang dằn lòng mấy em gà rồi đó. Lên giúp em bộ này, bộ nhí cam đi cả nhà, đẹp quá cả nhà ơi. Nhí cam 110.000 hả cả nhà. Chốt thì đẹp đó. Rẻ hơn tiền công cái chị đi mai nữa. Chớ em bỏ mặt là nhí cam nha, nhí cam các chị tương tác lên giúp em với cả nhà. Các chị đang xem, các chị tương tác lên giúp em với ạ. Rồi lên giúp em nhí cam nha, nhí cam. Nhí cam kèm size giúp em cả nhà ơi, nhí cam. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông đỏ nè. Bộ nào cũng đẹp, mày vô mày vô. Em cảm ơn chị Bích Thủy. Rồi lên với em bộ bông đỏ nha cả nhà, bông đỏ quá xuất sắc luôn, bông đỏ nha. Không chị lên like bình thường, áo này cái chị lên like bình thường, đâu có xấu đâu. Lên like thì mấy chị cũng lên một like thôi chứ mình đâu có lên nhiều nè, vẫn bình thường nha, form vẫn đẹp bình thường. Bông đỏ size số 4 cho chị Ngọc vào. Mấy chị 1m50, 51, 52 rồi mấy chị mặc, mà mấy chị không thích áo dài quá thì cái chị lên like bình thường nha. Trời ơi, ở đây bạn mẫu nhà em ở nhà là một minh chứng, là lên mặc rất là đẹp. Đồ ở bên em cái chị mà hơi thấp người cái chị cứ lên like bình thường, không có bị mất form nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông đỏ nha các chị ơi, bông đỏ kèm size giúp em nha. Giúp em mã bông đỏ. Thứ nhất là lên like, thứ hai là nhấn nhả bên ra, nhấn bên vô là bình thường nha. Form vẫn đẹp bình thường. Rồi lên giúp em mã này là mã kem cả nhà ơi. Giúp em mã kem nè. Giúp em kem. Nó đẹp. Mã kem này đẹp quá nè mấy chị, đẹp nha em. Dải nó đã lắm mấy chị, cái dải của nó mướt. Mướt và nó mát lạnh nè. Lên với em mã kem nha, kem kèm size giúp em. Rồi lên với em mã này là mã kem. Em là 1m58, em nặng 50kg, đang mặc size số 1. Rồi cái chị lên giúp em mã kem nha, kem. Form áo này mấy chị mặc dài dài nó đẹp chứ. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã kem, kem kèm size giúp em ạ. Chốt em mã kem. Rồi chốt em mã này là mã nhí xanh. Nhí xanh nha mấy chị ơi, nhí xanh kem 6 cho chị Trang. Mẫu này chị Trang. Mẫu này chị Trang lấy luôn, đủ màu cho chị Nguyễn Trang ơi, đẹp quá chị. Chớ em nhí xanh nha cả nhà, nhí xanh 110.000 một bộ rồi chị Ngọc Mai ơi. Chị Ngọc Mai yêu. Hả? Cái gì vậy? Rồi chớ em nhí xanh đi cả nhà. Quá đẹp luôn. Ok chị Thanh Xuân, nhiều khi không có địa chỉ hay sao chị, hoặc là mấy bạn nó thiếu á. Nhiều khi không có địa chỉ mấy bạn nhà em gọi, hoặc mấy bạn nhà em chị dặn mà mấy bạn nhà em nó thiếu á, nên gọi cho mấy chị đó. Nhí xanh 6 em chốt cho chị Trang luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Lên với em mã nhí xanh nha cả nhà, giá 110.000 một bộ. Bao lăn tông tay lỡ rất đẹp luôn, mã đẹp size số 5 cho chị Thu Trần. Đẹp năm em chốt cho chị Thu Trần. Rồi. Chốt em mã nhí xanh nha cả nhà, nhí xanh kèm size giúp em. Quá đẹp. Rồi lên giúp em mã này là mã bông hồng cả nhà, bông hồng.
Bông hồng 6 em chốt cho chị Trang luôn. Bông hồng này lên đẹp quá. Rồi chốt em mã bông hồng nha cả nhà ơi, bông hồng kèm size giúp em ha, giá 110.000 một bộ. Dạ size 40kg em không có chị, size 40kg nhỏ quá, mặt rộng nha. Rồi lên giúp em mã này là mã bông hồng kèm size giúp em. Rồi chốt em mã nhí đỏ. Bông hồng 4 cho chị Linh Vũ Thị. Rồi chốt giúp em mã này là mã nhí đỏ đi cả nhà, nhí đỏ 110.000 bộ bao lăn tông tay lỡ, chất liệu vải thun giúp em rất là đẹp. Em có size cho cái chị từ 46kg đến 75-76kg mặt dừa. Bông hồng 4 em chốt cho chị Ngoan Võ. Bông hồng 2 em chốt cho chị Thấm Nguyễn. Rồi nhí đỏ giúp em luôn cả nhà. Nhí đỏ 4 em chốt cho chị Ngọc Dào. Quá đẹp. Chốt em nhí đỏ nha, nhí đỏ. Rồi em giao bông lại cho mấy chị xem ạ. Em giao bông lại cho các chị xem rồi xong rồi em quay lại cái giỏ váy cho mấy chị ha. Em quay sơ lại cái giỏ váy cho các chị vào sau mấy chị coi cái nữa rồi xong rồi em qua mẫu bà ba. Em qua bà ba. Nhí đỏ 6 em chốt cho chị Trang. Rồi xanh đen giúp em đi cả nhà, xanh đen. Xanh đen này quá đẹp. Nhí đỏ 1 cho chị Thu Lê. Nhí đỏ 4 cho chị Ngoan Võ. Rồi 110.000 một bộ, em đang mặc 110.000 cả nhà. Lên với em bộ này, bộ xanh đen. Bộ này là quá đẹp luôn ha. Xanh đen. Xanh đen hiện tại là hết size 2. Xanh đen hiện tại là em hết size 2 nha. Em còn 1, 3, 4, 5, 6. Xanh đen 6 em chốt cho chị Trang. Rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Lên với em mã này là mã xanh đen. Chốt em xanh đen em còn 1, 3, 4, 5, 6. Rồi mã này lên giúp em là mã đẹp. Chốt em mã này là mã đẹp nha, đẹp kèm size giúp em luôn. Chốt em mã đẹp. Chốt em mã này mã đẹp ạ, à. Mã đẹp. Xanh đen size số 1 em chốt cho chị Thu Lê. Ok, chị Thu Lê. Rồi nhí hồng, cả nhà ơi nhí hồng. Chị nào thích bông nhí nè. Chị nào thích bông nhí cái lô này em nhiều bông nhí nè. Lên với em mã này là nhí hồng cả nhà, nhí hồng. Chốt em nhí hồng, nhí hồng kèm size giúp em luôn. Chốt em nhí hồng nha cả nhà. Xanh đen size 3 cho chị Thu Trần. Rồi lên giúp em nhí hồng đi cái chị, nhí hồng kèm size giúp em. Bộ nhí hồng này lên rất là đẹp nha. Rồi cái này cái chị lên giúp em là bông hồng. Nhí hồng 6 em chốt cho chị Trang. Rồi lên giúp em mã bông hồng đi cả nhà, bông hồng. Quá đẹp. Chốt em bông hồng xe số 6 là 75-76kg trở lại mặt dừa đó chị Hoa mua tím. Chị Hoa mua tím cho em cân nặng chiều cao đi, em tư vấn size cho. Rồi xanh đen xe số 5 cho chị Quỳnh Trúc. Lên với em mã này mã bông hồng cả nhà, bông hồng quá đẹp. Chốt em mã bông hồng nha. Nhí hồng size 1 em chốt cho chị Thu Lê. Nhí hồng 4 cho chị Úc Diễm. Rồi chốt em bộ này đi cả nhà, bộ này lên giúp em bỏ mã bông hồng mặc 110.000 một bộ em đang mặc nha mấy chị ơi, quần ống nhỏ giúp em nha. Quần ống nhỏ chứ không phải là ống ôm nha mấy chị, nên mấy chị mặc là yên tâm là không có bị ôm sát nha. Chị nào mà không thích mặc quần ôm sát thì yên tâm. Cái này ống rất là vừa mặc luôn, giống như đồ bộ bình thường các chị mặc ở nhà đó. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí xanh cả nhà, chốt em mã nhí xanh. Nhí xanh kèm size giúp em. 1m6 67kg là mình mặc size số 5 á, chị Hoa mua tím rồi. Size số 5 á chị, size số 6 là chị mặc nó hơi rộng đó. Lên với em mã này mã nhí xanh đi cả nhà, nhí xanh. Thì bạn này đi có 2 mét có trình độ luôn. Chốt em nhí xanh nha, nhí xanh. Nhí xanh kèm size giúp em, chốt em nhí xanh. Rồi mã này lên giúp em là mã kem. Cái bộ này đẹp lắm luôn nè, cái chị vải nó cũng đẹp nữa. Lên giúp em mã kem nha, kem kèm size giúp em. Họa tiết là đẹp lắm. Chốt em mã kem ạ. 110.000 một bộ, lên giúp em mã kem. Rồi, cái này lên giúp giùm em là bông đỏ.
Dí xanh size số 1 cho chị Thu Lê. Tối nay không có lên mango, chị Như Nguyễn ơi. Hai cái xanh xanh nào? Này đúng không? Lên với em bộ này là bộ bông đỏ, cả nhà chốt em mã bông đỏ. Bông đỏ, chốt em mã bông đỏ. Bông đỏ kèm size giúp em, bông đỏ. Lấy luôn bộ nhí ngọc này chị Thu Lê ơi. Nhí ngọc nãy chị có chưa? Bộ nhí ngọc này lên đẹp lắm. Nhí ngọc với nhí cam. Chốt em mã nhí ngọc nha, nhí ngọc. Nhí ngọc kèm size giúp em luôn. Rất là đẹp. Độ này là bận mà bán hủ tiếu là bao đẹp luôn nha chị đẹp. Bao đẹp luôn đó. Rồi lên với em nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Kem chị Út Diễm, hồi nãy là chị Út Diễm size 4, kem 4 cho chị Út Diễm. Bộ này quá đẹp luôn chị ơi, bộ này tay lỡ mấy cái bộ này cái chị mặc nhìn nhìn đẹp này, gọn trẻ chung. Nhí ngọc 6 em chốt cho chị Trang. Chốt em nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Nhí ngọc 1 em chốt cho chị Thu Lê. Rồi bộ nhí cam này cả nhà, đẹp xuất sắc luôn. Cái bộ này lên đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là bộ nhí cam nha, nhí cam kèm size giúp em luôn. Nhí cam 110.000 cả nhà mình ơi, lên giúp em nhí cam nha. Nhí cam. Chốt em mã này mã nhí cam, nhí cam kèm size giúp em luôn. Rồi, em hết nha. Em quay sơ lại cái bộ giả váy cho các chị con gái nha. Em lên sơ lại cái bộ giả váy cho các chị tí xíu nha. À, chị BB là một bộ xanh đen với kẻ trắng size mấy chị BB ơi? Nhí cam chị Trang chưa có. Nhí cam 6 cho chị Trang. Chị BB cho em cái size chị BB ơi, xanh đen với lại là kẻ trắng mình lấy. Ủa đâu có bộ kẻ trắng, bộ kem. Cái bộ hồi nãy em lên là bộ kem chứ không phải bộ kẻ trắng nha. Chị BB lên lại giùm em. Và kèm thêm cái size giùm em đang mặc là nhí đỏ. Nhí cam 3 em chốt cho chị Ngân Ngô. Kem size 4 cho chị Diễm Trần Thị. Ok chị đẹp. Rồi em vô sơ cái bông của giả váy lại cho cái chuyện cái rồi xong rồi em sẽ qua mẫu bà ba cho mấy chị nha. Qua mẫu bà ba áo lẻ. Giả váy 115.000 một bộ. Cả nhà. BB chưa có size chứ không? Chưa. Cái mã đồ chưa đúng. Rồi em lên cho cái chị bộ giỏ váy giá 115.000. Lô này cũng lô em mới về nha. Bộ em đang mặc các chị lên giúp em là mã nhí nâu. Cho em mã nhí nâu. Nhí nâu kèm size giúp em luôn nha cả nhà. Em cũng có từ size 1 đến size 6 cho mấy chị nha. Làm hai cái bông. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí nâu cả nhà, nhí nâu. Nhí nâu kèm size giúp em nha, nhí nâu. Bộ này đẹp nè cả nhà ơi. 115.000 một bộ. Nè em mới về. Rồi chốt em, bộ em đang mặc là mã nhí nâu. Nhí xanh size số 2 cho chị Thấm Nguyễn. Nhí xanh 2 hết rồi. Hả? Nhí xanh còn mà. Nè. Ê, hết đâu hết cô nương. À xanh đen. Nhí nâu size số 1 em đang mặc chốt cho chị Thu Lê. Chị nào size 1 với size 2 của bộ giả váy tranh thủ nha cả nhà. Em có mấy bộ à? 115 nha cả nhà. Bộ này 115, giả váy 115. Bộ bao lăn tông thì 110. Lên với em mã này mã bông đỏ. Quá đẹp luôn. Bông đỏ nha, chốt em mã bông đỏ. Em đang mặc là nhí nâu á chị ngoan vỏ. Nhí nâu là bộ giả váy nha chị đẹp. Bộ giả váy nha 115.000. Bộ giả váy là 115.000. Rất là đẹp luôn nè. Em may cái kiểu cho các chị. Đây có hai cái bông rất là dễ thương. Rồi bộ này bộ bông đỏ, bộ này cũng đẹp nữa nè. Nhí nâu 6 em chốt cho chị Bích Trinh Chân Trinh. Em chào chị Bích Chân Trinh, hồi lâu lắm rồi mới gặp chứ đẹp luôn á. Lâu quá lâu luôn rồi. Nhí nâu 4 em chốt cho chị Ngoan Võ. Bông đỏ size số 1 cho chị Thu Lê. Hoa tháo ra được chị. Chị không thích chị tháo ra được nha. Nhưng mà chị để về đi nhìn cũng có duyên mà. Nhà bông đỏ nha. Có size 3 nha chị Tấn Tú ơi. Có size 3. Bông này tháo ra được nha chị ơi, em làm cái bông gời rồi em may vô chị tháo ra, nhưng mà chị tháo kỹ tí xíu nha. Nhí nâu 4 em chốt cho chị Linh Vũ Thị. Còn Quyên. Ok cho chị Linh Vũ Thị. Nhí nâu 1 cho chị Ngô Điệp.
Đây cái bộ sơn thủy rất là đẹp luôn nè. Ôi ôi cái vải mấy chị ơi, lên giúp em mã sơn thủy nha, sơn thủy 115.000 bộ giả váy. Mấy có một tình không gặp dịu sao em nhớ lâu lắm rồi đây luôn á chị Bích Trân, em nhớ lâu lắm rồi đó. Lên giúp em mã sơn thủy nha, sơn thủy. Lên giúp em mã sơn thủy đẹp lắm luôn nè cả nhà. Bộ này mặc vừa nhẹ mà vừa mát nó. Sơn thủy em còn 1 3 1 3 4 6. Sơn thủy em còn 1 3 4 6. Sơn thủy 6 em chốt cho chị Bích Chân Trinh. Lên giúp em mã này mã sơn thủy. Rồi ok. Rồi sơn thủy hiện tại là còn 1 3 6. Ủa quên 1 3 4 hả nhà ơi. Sơn thủy hiện tại còn 1 3 4. Sơn thủy 1 em chốt cho chị Thanh Xuân. Đơn của chị Thanh Xuân đi đơn luôn khỏi gọi. Chị Linh Nguyễn ơi, size 2 là tầm khoảng 56 55 56 kg tùy chiều cao ha. Chị cho em cân nặng chiều cao đem tư vấn size cho chị. Nó cũng tùy theo mẫu, nó tùy theo chất liệu vải á chị. Ok Cúc nha. Đang định rủ sáng uống cà phê nè mắm. Sáng mai rảnh không? Sáng mai rảnh uống cà phê, bỏ bộ đồ kia ở trong cốp và nó để có gì sẵn gặp để sợ quên á. Giả váy em đang mặc là giả váy á chị Anh Hoa Như ơi, mẫu mới đó chị. Xanh đen size số 3, kẻ trắng hôm qua hả? Kẻ trắng hôm qua là bộ gì chị? Chị có chốt chưa chị BB? Trời ơi, kẻ trắng hôm qua bữa nay chế mới chốt em biết mẫu gì. Em chỉ nhận đơn cái mẫu xanh đen thôi nha chị ơi. Đồ đang mặc là xe máy. Bộ đang mặc là xe 1. Chốt rồi hả? Chị Hồng Cúc chỉ lấy một bộ bông diệu đang mặc ni nội khang nha. Là gì? Xe 1. Xe 1 là xe nhỏ nhất. Rồi, ok Cúc. Thì lấy bộ em đang mặc nè. Là bộ đó hả? Là hết luôn đó. Bộ đang cầm hả? Thích bộ này hả? Nội thích bộ nổi hả? Rồi ok vậy quỷ cái bộ này đi lấy cái bộ này xem một là nguyên còn không? Nhí đỏ 1. Còn bộ này luôn đúng không? Bộ nhí đỏ này hả Cúc? 57 kg, cao 1m6 mà eo 85. Chị ơi chị đo cái eo hay là đo cái bụng vậy? Nếu vậy mặc size số 3 nha chị Linh Nguyễn ơi. Cái eo không có chị 1m6 mà 57 kg là không có tới eo 85 đâu chị. Mà size 3 được rồi, nếu mà tròn người vậy thì mặc size 3 ha. Còn nếu như mà chị mua cho người lớn tuổi á, lớn tuổi là 67, 68 tuổi trở lên á, thì mới là lấy size số 4, là mới đo cái eo ra. Cái eo là trên cái gúng dưới cái ngực giùm em. Trên cái gúng dưới cái ngực ngay chỗ chính giữa vậy nè, lấy sợi thước dây đưa vô đây, đây là cái eo, còn từ cái gúng trở xuống là cái bụng nha. Ok, ok Cúc nha. Rồi bộ này cho Cúc nè. Size 2 nhí đỏ còn không Quyên? Còn. Size 2 nhí đỏ cho chị Anh Hoa Như. Là hết đó. Bộ đang mặc size số 1 cho chị Quốc Đạt. Là em hết nè. 115.000 một bộ chị Lê Phượng ơi, 115.000 bộ hả chị? Nhí nâu size số 4 còn Quyên? Nhí nâu size 4 còn một bộ. Nhí nâu 4 cho chị Khổng Hằng, nhí đỏ 4 cho chị Ngoan Võ, nhí đỏ 3 cho chị Tuấn Tú. 115.000 một bộ giả váy em đang mặc cả nhà ơi. Nhí đỏ 115 size 6 cho chị Nga Ngọc. Toàn không? Em. Nhí đỏ 6. Là bộ chị mặc. Em ghi vô là nhí nâu đi, em hơi quên. Nhí đỏ 6, nhí đỏ 6 còn bộ đúng không? Nhí đỏ 6 em chốt cho chị Nga Ngọc. Rồi ok. Em chào chị Ngọc Hà Hồ. Đây cái bộ nhí vàng này rất là đẹp luôn nè cả nhà. Cái bộ nhí vàng này đẹp lắm đó chị. Nhí vàng lên với em mã nhí vàng. 115.000 bộ giả váy các chị, bộ giả váy rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này mã nhí vàng đi các chị, nhí vàng. Nhí vàng kèm size giúp em nha cả nhà ơi, lên giúp em nhí vàng. Quá đẹp luôn nhí vàng, chốt em mã nhí vàng ạ. Bộ này đẹp nè cả nhà. Chốt em mã nhí vàng kèm size giúp em nha. Rồi bộ này là lên giúp em bộ kẻ vàng. Đây, cái bộ này là mặc lên cũng rất là đẹp nè, kẻ vàng. Em chào chị Quỳnh Lan, em chào chị đẹp. Nhí vàng size 1 hả chị Thu Lê? Chị lấy nhí vàng 1 đúng không? Nhí vàng 1 là bao lăng tông. Nè. Đây nè, còn cái kia là nhí cam không ơi. Đây. Nhí vàng 1 cho chị Thu Lê. Xanh đen 3 là đâu ạ? Xanh đen 3 là cái bộ bao hả? Bao. Xanh đen 3 là bộ bao lăng tông đó, lấy đi hai. Rồi lên giúp em bộ này là bộ kẻ vàng nè, rất đẹp luôn cả nhà, bộ kẻ vàng.
Dạ ok, nhíp vàng một cho chị Thu Lê. Hình như ở đây là chị hết mã da á Quyên. Rồi để em lấy cho mã da. Cái mẫu miếng đỏ đó thôi. Ừ. Chứ em bộ này bộ kẻ vàng đi, cái chị kẻ vàng. Kẻ vàng kèm size giúp em luôn cả nhà ơi. Kẻ vàng còn 3, 5, 6. Kẻ vàng em còn một chút chưa chưa đúng không? 1, 3, 5, 6 cả nhà ơi. Bộ em mặc là nhí nâu hả chị? Nhí nâu 2 còn Nguyên. Nhí nâu 2 em chốt cho chị Anh Như Hoa. Thu Lê là số 1 đúng không? Đúng rồi. Lấy luôn đi ha. Bộ còn hả? Đây bộ kẻ vàng rất là đẹp nè cả nhà. Quá đẹp luôn. Bộ kẻ vàng lên giúp em kẻ vàng ha. Kẻ vàng kèm size giúp em kẻ vàng. Dạ chưa biết nữa chị Trần Ngọc. Để em bộ cũng em đang nhờ chị Tư em ra đó. Nhí nâu 2. Chốt em bộ này nha cả nhà, nhí đỏ. Lên giúp em mã nhí đỏ. Đây mã da nè. Da là còn 3, 4, 5, 6 hả Nguyên? Dạ đúng rồi. Da em còn 3, 4, 5, 6 cả nhà ơi. Hết 1, 2 rồi. Lên giúp em mã da nha. Rất là đẹp luôn. Da. Da em còn được 3, 4, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã da. Quá đẹp luôn cả nhà. Da kèm size giúp em nha. 3, 4, 5, 6 lên giúp em mã da. Mai mốt em sẽ ra ống nhỏ, ống đứng cho mấy chị nha. Ống đứng, ống suông á. Rồi cái này lên giúp giùm em. Mã này là mã hoa nè các chị. Mã hoa giá 115 ngàn một bộ dạ váy. Gì vậy hai? Rồi lên giúp em bộ này là mã hoa nha cả nhà. Hoa kèm size giúp em nha. Chốt em mã hoa. Quá đẹp luôn. Chốt em mã hoa. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là mã bi đen. Cái nền của nó là nền màu kem chứ không phải nền màu trắng nha mấy chị. Nền màu kem lên bi chấm chấm màu đen rất đẹp nè. Chốt em mã bi đen. Chốt em bi đen ạ. Bi đen. Sọc vàng, kẻ vàng em đang mặc 6 cho chị Bích Chân Trinh. Lên giúp em bộ này là bộ bi đen cả nhà, bộ bi đen. Rồi, bộ này lên giúp em là bi đỏ. Chốt em bộ bi đỏ ạ. Bi đỏ. Bi đen size 4 cho chị Phương Rô. Bi đen size 2 cho chị Anh Như Hoa. Rồi, bộ này lên giúp em bộ bi đỏ cả nhà, bi đỏ. Quá đẹp. Rồi chốt em mã bi đỏ nha, bi đỏ kèm size giúp em luôn. Bi đỏ. Chốt em mã này mã bi đỏ, cái chị bi đỏ. Chốt em mã bi đỏ, bi đỏ kèm size giúp em. Rồi em hết nha các chị ơi. Giả váy là em có bao nhiêu đây? Một bộ mã hoa size số 5 cho chị Trần, cho chị Thị Trần 3. Bi đỏ size số 1 cho chị Hương Quê. Lên giúp em mã này là mã bi đỏ hết cả nhà, bi đỏ. Chốt em bi đỏ hả? Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, mã này lên giúp em là mã nhí nâu. Nhí nâu còn từ 3. Nhí nâu em còn được 3, 4, 5, 6. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Hết 4 luôn rồi. Nhí nâu em còn được size 3, size 5 và size 6. Đó, lấy đi. Bi đỏ 3 cho chị Phương Rô. Chốt em bộ này là bộ nhí nâu. Lên giúp em là nhí nâu. Bi đỏ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã bi đen nha cả nhà ơi. Bi đen nè, rất là đẹp luôn. Bi đen. Đẹp quá. Cái màu nó màu kem chứ không phải màu trắng nha mấy chị. Bi đỏ size 2 em chốt cho chị Anh Như Hoa. Nhí vàng, bộ này đẹp nè cả nhà. Bộ này sắp luôn. Mã da với mã hoa size số 3 em chốt cho chị Phương Rô. Em chào chị Duyên Lê. Chị Phương Rô lấy mã da với mã hoa luôn đúng không chị? Hai bộ luôn đúng không? Rồi lên giúp em nhí vàng. Bộ này đẹp mấy chị. Bộ này ở ngoài đẹp hơn ở trên like nha. Bộ này cái họa tiết ở ngoài nhìn đẹp lắm. Nền xanh coban mà lên cái hoa màu vàng này. Rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã nhí vàng nha. Nhí vàng. Nhí vàng 2 em chốt cho chị Trần Nga. Mã da 3 chốt cho chị Thu Lê. Rồi lên giúp em nhí vàng. Em đang mặc là kẻ vàng. Em đang mặc là kẻ vàng. Em đang cầm là nhí vàng.
Rồi nhí đỏ. Nhí đỏ còn 3 4 5 6 thôi. Dạ. Chị Phương Rô là không lấy mã hoa, chị chỉ lấy mã da thôi em. Rồi. Rồi ok chị Phương Rô. Rồi lên giúp em nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. Em chào chị 77. Bộ này là 115.000 chị 77 ơi, chị 77 mua đi, bữa giờ em không có biết tìm chị mình sao, để em nhắn cho chị á. Chốt đơn giùm em nha chị ơi, bộ em đang mặc là bộ giả váy giá 115.000 mẫu em mới về đó. Nhí đỏ 1 với sọc vàng 1. Rồi chị Lê Phượng ơi, nhí đỏ em hết size 1 cho chị rồi. Kẻ vàng thì em cứ coi còn. Kẻ vàng là em còn 1 nha. Em còn bi đỏ được không chị? Rồi vậy là kẻ vàng size số 1 em đang mặc cho chị Lê Phượng. Nhí vàng 1 cho chị Kim Dung Nguyễn là em hết nhí vàng 1 nè. Nhí đỏ 6 em chốt cho chị Huỳnh Ánh Tiết. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa nha cả nhà, mã hoa. Chị Lê Phượng được một bộ kẻ vàng em đang mặc thay nha chị ơi, nhí đỏ em hết 1 nha chị đẹp. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa đi cả nhà, hoa. Hoa kèm size giúp em nha, rất là đẹp luôn. Đơn của chị Thu Lê gửi luôn nha. Chị Thu Lê là khách quen của mình đó, đơn là đi luôn chứ không có lộn. Lên giúp em mã này là mã hoa cái chị, mã hoa. Chị Nga Ngọc em thấy bình luận của chị hồi nãy, chị được một bộ à size 6 nhí vàng. Rồi rồi em thấy rồi. Size 6 nhí vàng cho chị Nga Ngọc. Ok chị Nga Ngọc. Rồi lên giúp em bộ này nha. Bộ này lên giúp giùm em là mã hoa nha cả nhà ơi, mã hoa. Cái bộ mã da này đẹp nè mấy chị, mã da này đẹp nè. Nhí nâu size số 5 còn nguyên. Nhí nâu với mã hoa size số 5. Rồi nhí nâu với hoa 5 em chốt cho chị Tú Hải Ngô. Chị Tú Hải Ngô ơi, chị 68kg, chị cao bao nhiêu vậy chị? Cao bao nhiêu cho em xin cái chiều cao với chứ đẹp. Lên với em mã này là mã da, cái chị mã da rất là đẹp luôn nè. Lên với em mã da ha, da em còn được, da còn được 3 4 5 6 hả Nguyên? Da còn 3 4 5 6. Đủ sao không? Đủ đủ 3 4 5 6 đúng không? Rồi, da em còn được 3 4 5 6 nè cả nhà. Đơn của chị Kim Dung Nguyễn là đi đơn luôn. Nha hả? Để chị coi có địa chỉ cho em nào. Ok, chị Kim Dung Nguyễn đi đơn luôn. 1m55 68kg ok, chị mặc size số 5 nha chị ơi. Rồi chị Anh Như Hoa là xả nhí nâu. À xả nhí nâu size số 2 lấy nhí vàng 2 còn không Nguyên? Còn ok chị Anh Như Hoa nha. Ok chị ừ. Nhí đỏ một bộ, nhí đỏ em hết size 6 rồi chị bé Nguyễn ơi. Nhí đỏ em hết trơn size 75kg rồi chị. Hồi nãy chị cho em 80kg, sao giờ chị còn có 75kg vậy? Chị cho em cân nặng chiều cao của chị đi ạ. À, cho chính xác cân nặng chiều cao, em tư vấn size cho chính xác nha chị ơi. Mã da size số 5 cho chị Trang Ngọc. Ok chị Trang Ngọc là em hết da 5. Da hiện tại bây giờ là còn 3, 4, 6. Cái mã da này rất là đẹp luôn nè cả nhà. Em còn được size 3, size 4 và size 6 chị lên giúp em. Chị Tú Hải Ngô nè, 88kg không có chiều cao. Cao 1m55 đó, size 5. Ok đó em. Da 5 em hết rồi chị Trần Thị Ba ơi. Da em chốt cho chị Trang Ngọc là em hết da 5 rồi. Em chào chị Mai Thùy. Qua giúp em bộ sơn thủy còn sao đấy. Sơn thủy còn 3, 4 nè chị. Rồi sơn thủy em còn được 1, 3, 4 à cả nhà ơi. Lên với em mã sơn thủy nha. Da 6 em chốt cho chị Bích Chân Trinh. Bi đen xe số 5 cho chị 77. Chị 77 là hôm bữa chỉ có chuyển cho chị nhiều rồi đó. Để mai chị nhắn lên cho em rồi trừ cọc ra cho chị. Ừ. Bộ em mặc là kẻ vàng cho chị Mai Thì, kẻ vàng ha. Vải này là vải thun lỗ kìa. Không, chị Mai Thì đang. Lên giúp em mã này mã sơn thủy đi cả nhà, sơn thủy. Ở trong đây nó có 2-3 loại vải lần chị. Ở trong cái lô này nó có 2-3 loại vải đó. Vải thun tơ cũng có nha. Bi đúng rồi. Bi đen xe nào xe 6. Cho chị 77. 1m58 58kg mặc size 3 nha chị Trần Hồng Châu ơi. Hồi nãy em nói với chị sơn thủy là còn 3-4 hả Quyên? Rồi sơn thủy hiện tại em còn được 1-3-4 cả nhà, sơn thủy. Chị 77 là size số 6 chị. Bi đen size số 6 em đọc lộn.
Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi, sơn thủy, chốt em mã sơn thủy à. Cho em bộ ống rộng đó đi nè. Còn mấy bộ đây. Em còn mấy bộ ống rộng cổ sẫm nè chị đẹp nè, chốt cho em luôn đi mấy chị, em sale luôn. Rồi em hết giả váy rồi đó cả nhà. Đâu còn, ê còn cái bông đỏ Nguyên ơi, cái bông đỏ chưa có. Bông đỏ. Bông đỏ. Ừ. Kiếm này có rồi. Rồi em còn mã bông đỏ nữa nè, cái chị bông đỏ rất là đẹp luôn nè. Ừ. Bông đỏ cả nhà ơi, để em mặc cái bộ bông đỏ này vô cho chị xem nha. Bộ này cũng rất là đẹp nè. Bộ này em còn 2 3 4 5 6 hả Nguyên? Bông đỏ hả? Đúng rồi chị. Bông đỏ em còn 2 3 4 5 6 cho cái chị đẹp nhà em luôn nè. 115.000 một bộ thôi cả nhà mình ơi, rất là đẹp. Cho em bộ bông đỏ nha. Đẹp quá. Dải rất là mát nha mấy chị ơi. Thường giả váy em lên mấy cái chất liệu vải này, cái chị mặc vừa nhẹ mà cái phân quần nó vừa đẹp. Rồi cả nhà lên giúp em bộ bông đỏ. Bông đỏ 6 cho chị Bích Chân Trinh. Bông đỏ 6 cho chị Bích Chân Trinh. Bông đỏ 2 cho chị Kim Thu. Là hết bông đỏ 2 hả? Rồi bông đỏ 2 cho chị Kim Thu. Rồi bông đỏ hiện tại em còn được 3, 4, 5, 6 cả nhà. Rồi lên giúp em bộ này bộ bông đỏ nha. Bông đỏ kèm size giúp em luôn rất là đẹp ạ. Bông đỏ. Bông đỏ 2 hết chị Trần Nga ơi. Con bộ em chốt cho chị Kim Thu. Rồi em hết bông đỏ 2. Mặt size 3 nha chị đẹp ơi. 60kg trang S55 mặt size 3 giúp em nha. Rồi mã này là mã da nè. Chị Kim Thu hả? Đơn vị gì vậy? Bữa giờ có đi đơn không? Chị Kim Thu ơi, xác nhận lại số điện thoại giúp em nha. Để em coi coi đơn của chị có một đơn gọi thuê bao. Đơn của chị đi bình thường mà. Mới đi rồi em. Ok, ok chị Kim Thu. Số điện thoại ok rồi chị. Bông đỏ 3 cho chị Anh Như Hoa. Bông đỏ 3 em chốt cho chị Ngân Nguyễn. Bông đỏ 3 cho chị Trang. Ở quên, bông đỏ 5 cho chị Trang Ngọc. Bông đỏ 1 hết rồi chứ Hà Phương ơi. Bông đỏ 5 cho chị Trần Thị Ba. Bông đỏ 5 còn có một bộ chốt cho chị Trang Ngọc. Rồi bông đỏ 5 hết trơn rồi chứ Trần Thị Ba ơi. Chứ Trần Thị Ba lại sao nữa rồi. Hên quá được 5 bộ giả váy. Dạ em cảm ơn chị Bích Chân Trinh ạ. Được, chị Mai Thùy, cái này chị muốn chín tóc thì chị cắt, lên chín tóc, chị muốn lửng chị cắt thành lửng, thoải mái nha. Cái phong quần giả váy này, cái chị muốn lên chín tóc thì cái chị cắt chín tóc, mấy chị muốn lên lửng hay là 7 tóc, 8 tóc gì lửng qua gối gì là tùy. Các chị đẹp nhà em cắt thoải mái nha chị Mai Thùy ơi. Tôi không muốn dài đó, đi dài dễ, cắt, ngồi, thành bột luôn. Mã da này còn xe mấy Nguyên? Chị mặc xe 3. Còn 3, 4, 6. Mã da em còn được size 3, size 4 và size 6 nè các chị. Quần này các chị cắt ngắn bao nhiêu là tùy mấy chị nha. Em chỉ sợ là cái quần nó ngắn không là không hướng dẫn cho mấy chị cách nào để khó làm dài nó khó thôi. Chứ dài mà làm ngắn rất dễ. Các chị nha, cắt các chị cứ cắt thoải mái, không có sợ bị mất form đồ đâu ạ. Lên giúp giùm em mã này là mã da nè chị. Da nè, da em còn được 3, 4, 6. Thường á là buổi tối là 7 giờ hoặc 7 giờ rưỡi nha chị Hà Phương ơi, có khi 8 giờ nữa. Có khi 8 giờ em mới like á. Rồi có khi 6 giờ em like nữa, nói chung là buổi tối là buổi tối em like hay thất thường lắm. Có buổi sáng á thì thường 10 giờ hoặc 11 giờ nha. Em like tới 2 giờ chiều hoặc 2 giờ rưỡi chiều. Buổi tối thì bữa nào em khỏe là em lên sớm, còn bữa nào em hơi đuối đuối thì em lên trễ một xíu. Da ba còn Nguyên. Da ba cho chị Tuấn Tú. Rồi da 4 với nhí đỏ 4 cho chị Thảo Lan. Đơn của chị Thảo Lan đi đơn luôn hay nói luôn hay. Da 4 với nhí đỏ 4 nha em. Da số 4 bao nhiêu ký mà? Size số 4 là tầm khoảng 65-66kg đổ lại nha chị Trần Thị Ba ơi. Chị cho em cân nặng chiều cao của chị đi chị, em coi size lại cho. Nó cũng tùy theo mẫu, tùy theo chất liệu vải đó. Ok, đơn của chị Thảo Lan đi đơn luôn.
Đơn của chị Tấn Tú thì đơn luôn em Thảo, hỏi rồi. Dạ Thảo Lan hai nốt rồi, hai nốt Tấn Tú thì chị Tấn Tú là em gửi về địa chỉ Kha gì U Minh Cà Mau quá đúng không chị ơi? Rồi ok ha. Gia Ba em chốt cho chị Trần Hồng Châu là em hết Gia Ba nè. Ủa Gia Ba chị Phương Nguyễn có chưa hả? Chị Phương có, Nguyễn có rồi đó. Có rồi hả? Gia Ba chị Phương Nguyễn. Gia Ba chị Phương Nguyễn có rồi, chị Phương Nguyễn ơi. Rồi Gia Ba cho chị Trần Hồng Châu là em hết Gia Ba nè. Gia số 4 cho chị Trần Thị Ba. Là em hết Gia 4 luôn. Rồi hiện tại là em còn một bộ Gia 6 nha các chị ơi. Bận mẫu mới đi. Mẫu này hả chị Thu Lê? Không, mẫu này không phải mẫu mới. Mẫu này mẫu cũ. Nó còn có mấy bộ à. Gia 4 em hết rồi chị Linh Vũ Thị ơi. Chị Mỹ Lan cảm ơn em đổi cho chị. Dạ ok chị Mỹ Lan. Mẹ em nay nhận bà ba. Bà mê quá trời mặt ghét chị ạ. Em cảm ơn chị Hà Phương ạ. Cảm ơn chị Hà Phương rất là nhiều. Nói mẹ mai mốt có muốn mặc bà ba lên ủng hộ em nữa nha chị đẹp ơi. Sơn Thủy còn xe mấy nguyên? Sơn Thủy còn 3, 4. Còn có 2. Thôi mặc cái nhí vàng cho mấy chị đi. Cái nhí vàng đẹp nè. Cho chị bộ nhí vàng nguyên. Cái mẫu hồi chưa chị hỏi em á chị Thu Lê, cái mẫu sẫm mà ống rộng á, em giao lên còn size 2 với size 3 còn mấy bộ, chị nói không, nó không có cho bị trùng đó. Cái mẫu đó đó chị. Còn có mấy bộ á. Chị nào muốn coi lại bao lăng tông thì nói em nha, bữa nay em về hai mẫu mới. Chị nào muốn coi bao lăng tông thì nói em, còn không thì em lên bà ba áo lẻ cho mấy chị. Lô bà ba áo lẻ, tay dài. Cái lô đó thì em có like rồi à, like cho những chị mà chưa coi. Rồi lên với em bộ này là bộ nhí vàng nè, cả nhà nhí vàng rất là đẹp luôn ha. Rồi nhí vàng kèm size giúp em đi cái chị đẹp nhà em. Nhí vàng hiện tại là còn 3, 4, 5, 6 luôn hả Nguyên? Nhí vàng hiện tại em còn được 3, 4, 5, 6 luôn nè, cái chị rất là đẹp luôn ạ. Nhí đỏ còn size 3 không? Dạ còn chị ơi. Nhí đỏ em còn 3, 4. Nhí đỏ hiện tại là còn 3, 4, 3, 4, 5, 6 luôn. À 3, 4, 5 mà 6 em hết rồi. 3, 4, 5. Còn nha chị Nguyễn Thị Vân ơi, lên với em bộ nhí vàng đi, cái chị bộ nhí vàng này đẹp nè. Nhí vàng này ở ngoài đẹp hơn ở trên like mấy chị ơi, màu của nó đẹp hơn, cái họa tiết đẹp hơn. Nhí vàng 4 cho chị Thanh Minh. Rồi đơn của chị Thanh Minh là đi đơn luôn, khỏi gọi hay nói luôn. Nhí vàng 6 cho chị gà nướng. Em chào chị gà nướng. Ờ, nhí vàng 6 đâu còn. Ủa? Vậy nhí vàng 6 hết hả? Ờ, hồi nãy nói hết nè. Nhí vàng còn tới xe 5 mà chị gà nướng thôi. Hết chân xe 6 rồi chị đẹp. Còn mã bông nâu á chị. Còn mã bông nhí nâu được nhí không chị? Đó. Còn được nhí nâu nè chị gà nướng. Bọn nhí nâu đẹp nè chị. Nhí nâu áo da 6. Ừ. Nhí đỏ còn vàng không? 6. Vàng 6. Bông đỏ. Kẻ vàng hả? Kẻ vàng 6, bông đỏ rồi, bi đỏ, bi đen. Ừ. Chị, bỏ nhí nâu này đẹp nè. À, mã gì? Mã hoa nữa. Ừ. Nhí đỏ 3 cho chị Nguyễn Thị Vân. Bộ này đẹp nè, chị gà nướng lấy bộ này đi chị. Bộ này là bộ nhí nâu nè. Đây, bộ bi đen nè chị ơi. Đây, bộ bi đen. Cái bi này ở ngoài chị nhìn nó mới đẹp chị. Ở trên live chị nhìn nó hơi bị rối mắt á. Nhí nâu 6 cho chị gà nướng. Cái bộ này ở ngoài chị nhìn nó mới đẹp. Ở trên live em dơ như thế này chị nhìn bị gói lắm. Do là cái màn hình của mình á, nhìn vô nó hơi bị gói nha. Rồi em lên sẩm cho các chị nha. Nhí nâu size số 6 là em còn được bộ này nữa nè. Bộ mã này là mã hoa nè. Mã hoa, mã da cũng đẹp nữa nha chị gà nướng. Mã da với bộ kẻ vàng ở đây chưa có luôn nè Quyên. Kẻ vàng ở đây hết luôn nè. Đây là bộ mã hoa nè chị. Bộ mã hoa. Bi đen size 6 em chốt cho chị gà nướng. Đây bộ kẻ vàng này mặc lên rất là đẹp nè. Bi đen ở chỗ nào nè. Đây là bộ kẻ vàng nè chị. Bộ kẻ vàng mặc lên rất là đẹp luôn. Kẻ vàng. Chốt em bộ này là bộ kẻ vàng nha, kẻ vàng. Đây là bộ mã da. Đây bộ mã da rất là đẹp luôn.
lấy luôn bộ mã da đi chị gà nướng thôi, bộ này đẹp nè, lên giúp em mã da đẹp xuất sắc, còn một bộ luôn, lấy size kia hết luôn ha, hết trơn luôn, còn có một bộ da size 6 luôn á chị, rồi da 6 cho chị gà nướng luôn là em hết mã da luôn. Bông đỏ bông đỏ hết nữa rồi, bông đỏ size 3 hả, sơn thủy hả, đây bộ này lên giúp giùm em nha cả nhà, bông đỏ xuất sắc luôn nha, bộ bông đỏ nãy em mới vừa mặc xong cho mấy chị đó, rất là đẹp, em còn được 346 thôi, bông đỏ em còn được 346, đây sẵn rồi mặc luôn cái bộ sơn thủy cho mấy chị coi, sơn thủy rất là đẹp, sơn thủy em còn được 134, sơn thủy em còn được 134. Kẻ vàng ba em chốt cho chị Công Võ, em chào chị Công Võ, đơn của chị gà nướng là gửi luôn, khỏi gọi rồi, lên với em sơn thủy nha, sơn thủy em còn được 134 nha cả nhà, 134 cho mã sơn thủy. Đây mã sơn thủy nè, sơn thủy em còn được 134. Bông đỏ đẹp quá mà hết size của chị hả chị Hà Phương. Dạ ok, chết thương hoài nha, mai em xử lý đơn cho chị. Ok chị Linh Vũ Thị, ngày mai có ai bỏ ra bộ da 4 chốt cho chị Linh Vũ Thị. Để bấm cái bill ra. Chị Nguyễn Thị Vân ơi, bộ này là bộ bông đỏ nè, còn bộ nhí đỏ là bộ này nè, chứ chốt bộ nào, cái này là bộ nhí đỏ nè, vậy là chị chốt lộn rồi đúng không, của chị Vân, kiểu của chị Nguyễn Thị Vân, đổi lại cho chị bộ bông đỏ Nguyên ơi, bộ này mới là bộ nhí đỏ nè chị, lấy hai bộ luôn đi chị đẹp ơi, hai bộ, bộ nào cũng đẹp trơn á, lấy hai bộ luôn đi chị, nghe ổn nó hai bộ, bộ nào cũng đẹp chứ, bộ nào cũng còn size của chị nè, mấy chị thích cái bộ bông đỏ này gọi như nhí đỏ này lắm luôn mà không có nè, bộ bông đỏ nữa 115.000 một bộ chị Diễm Trang ơi. Mặc lại bộ bông lăn tông mã nhí hồng hả, để chị coi coi, à chốt chỉ bông đỏ chứ phải nhí đỏ, ok rồi em lấy cho chị bông đỏ 3, rồi em chuyển qua nha chị ơi, nhí đỏ hết size 2 rồi chứ đẹp ơi, nhí đỏ em còn từ size 3 trở lên, 3, 4, 5 nè, nhí đỏ em còn size 3, size 4 và size 5, rồi em đang mặc là mã sơn thủy cả nhà ơi, em đang mặc là sơn thủy hả, ok rồi chốt chị bông đỏ, ok chị Vân bông đỏ 3, không dơ lại là bị lộn rồi ha, xíu nữa rồi để em mặc cái nhà mã nhí hồng bao lăn tông cho chị kiếm em cái quần ha, thảy cái giỏ váy qua cho Nguyên đi, thảy hết mấy cái bông giỏ váy qua, nhí đỏ ba cho chị Thu Lê, ok chế Thu Lê, mày lo lấy đồ đi xong rồi tiếc gấp gì, tao thảy qua rồi nó lai thì thảy trở lại. Đây chị, đó là chị Khổng Hằng, đây là bộ nhí hồng này chị, nhí hồng bao lăn tông 110.000 một bộ cả nhà, bộ này bông đẹp nè, đây bộ này là bộ nhí hồng nha chị ơi, 110.000 bộ bao lăn tông quần ống nhỏ em đang mặc, rồi em lên cho cái chị bộ sẫm này nha mấy chị, bộ sẫm này em còn có mấy bộ à, em sale nha, còn có mấy bộ size 2, size 3, size 4 này.
Bộ sơn thủy có màu khác không không chị? Nó có một màu một. Dí hồng xe số 2 em đang mặc cho chị Duyên Lê. 110.000 bộ em mặc cho chị rất đẹp. Bao lăn tông tay lỡ. Chị nào muốn coi lại bông bông của bông lăn tông thì nói em nha. Rồi giờ em xem cho em xả cho mấy chị cái bộ này đi. Bộ này là bộ bông hồng các chị. Bộ này là bộ ống rộng nha các chị ơi, bộ ống rộng cổ sẫm. Chất rất đẹp nha, em còn mấy bộ à. Chị em bán cho mấy chị giá như vậy ta. Xả cho mấy chị bộ này giá nhiêu bây giờ? Thôi tối nay xả 80.000 đi. Cho nó hết luôn đi, chị nào mua giúp em luôn đi mấy chị, 80.000. 80.000 một bộ, còn có mấy bộ à. Bán 80.000 luôn sai ba. Nhí hồng 4 cho chị Khổng Hằng. Ok chứ Khổng Hằng. Rồi bộ này lên với chị em đi 80, bông hồng 3 các chị, 55-60kg mặt dừa bỏ rộng. Cổ sẫm này rất là đẹp luôn, 80.000 còn mấy bộ rồi mấy chị. Bông hồng này em còn size 3 không à. Lên với em 80 bông hồng 3 nha, 55-60kg. Rồi bộ nhí ngọc này em còn size 2 không à. Chốt em 80 nhí ngọc 2. 80 nhí ngọc 2. 80 bông hồng 3 cho chị Trần Thu. Lên với em 80 nhí ngọc 2, 55-56kg trở lại mặt dừa các chị. Lên với em nhí ngọc 2. Bông hồng 3 cho chế Ngân Nguyễn 80.000. Nhí ngọc 2 80.000 cho chị Thu Lê một bộ. Rồi em còn một bộ nhí ngọc 2 nữa. Bông hồng 3 em còn 2 bộ nữa mấy chị. Ủa? Sao bông hồng 3 còn có 2 bộ rồi. Nhí ngọc. Nhí ngọc 2 nè ha. Chưa lấy đúng không? Rồi nhí ngọc là em còn size 2 ha. Bông hồng em mặc là còn size 3. 80.000 giải là em bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi em còn một bộ bông đỏ 4. Nhí ngọc 2 cho chị Duyên Lê. Bông hồng không có 5 chứ Trang Ngọc ơi. 80 bông hồng 3 cho chị Hồng Hạnh. Đơn hàng của chị Hồng Hạnh 16 tháng 11. Hàng sale không bắt máy rồi không bắt máy hàng sale tiếp luôn. Chế Hồng Hạnh có đơn bắt máy giùm em nha. Sao mua hàng sale mà không bắt máy vậy chứ? Hai lần rồi đó. Mới giờ đơn mới đầy có không? Nhớ nhớ có nhắc đó nhưng mà không biết có cái không nữa. Đọc số điện thoại thì không đúng nữa. 0343 325 220. Thì chỉ cho lại số y chang đó nhưng mà hàng sale ngày 18 tháng 2 là cũng lâu lâu rồi. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha, để xả hàng sale hoài nha mấy chế ơi. Mấy chế canh sale, mấy chế mua mà mấy chế chốt được, mấy chế còn xả ra nữa. Chưa có đi đơn được lần nào luôn. Lâu lắm rồi không có đơn hay gì nè, không có thấy địa chỉ. Rồi em chốt lại cho chị ha, em chốt lại cho chị nhưng mà ngày mai mà không chốt nữa là ba lần rồi đó nha chế, là em không có chốt lại nữa nha chị Hồng Hạnh nè. Này hết rồi chị, 77 hết trơn, xe 6 rồi chị. Nhí hồng bao lăng tông chị Nghi lớp, lấy xe máy chị Nghi lớp ơi. Chị Nghi lớp ngày 16 tháng 7. Chị Nghi lớp là mới đi đơn đây đúng không? Chị Nghi lớp lấy xe máy chị ơi, lên giúp giùm em đi, bông hồng 3 cho chị Anh Khoa. Chị Hồng Hạnh là bông hồng 3 luôn đó. Ừ, là hết luôn rồi đó. Chị Nghi lớp là một bộ nhí hồng bao lăng tông size số 3. Rồi em còn bộ bông đỏ size số 4, 60-65kg mặt dừa 80.000 mấy chị. Dạ không nha chị Trần Thọ ơi, sẫm sẽ tà, em không có mai lại, chị chưa có mai lại. Lên với em bộ này nha cả nhà, bộ này nha, chốt em bộ này, bộ bông đỏ em còn bộ size 4 nè, 80.000, 60-65kg mặt dừa. Lên giúp em bộ đó là bộ bông đỏ 4, bông đỏ 4. Bông đỏ 4 cho chị Trang Ngọc. Rồi các chị có muốn coi lại bộ cổ bao lăng tông không mấy chị? Coi lại bộ cổ bao lăng tông không? Tại em thấy bộ cổ bao lăng tông nó đẹp á.
nó rất là đẹp luôn. Bộ kìa. Còn bộ này 70.000. Bộ này là bộ cách tông đó chị. Bông hồng sẫm, size 6 không có, chị Bích Chân Chinh hết trơn luôn rồi đó chị. Bộ đó em không có còn size 6. Bộ này đi cả nhà, bộ này size số 5 nè. Bộ này là bộ bà ba cách tân, nó có xẻ tà hai bên ha. Lên giúp em bộ này bộ sọc, bộ này 70.000. Bộ này bộ ống nhỏ luôn, 65-70kg, lên giúp em 70 sọc 5. 70 sọc 5. Ok, chị Thiên Thanh. Mấy chị coi cái bộ bao lăng tông mới đi, bộ bao lăng tông mới về đẹp nè mấy chị. Bao lăng tông mới về đẹp. Bộ này chỉ có 110.000 thôi. Ống nhỏ nha. Bộ bao lăng tông tay lõi nha mấy chị ơi, 110.000, rất là đẹp đúng không ạ? Bộ em mặc cái chị lên giúp em, bộ này là bộ nhí vàng. Ủa nhí cam chứ lộn. Nhí cam em có từ size 1 đến size 6 nha. Size 1 cũng là 50-51kg trở lại mặt dừa. Size 2 là 55-56kg. Size 3 là 61kg. Size 4 là 66kg. Size 5 là 71kg. Và size 6 là cho cái chị đẹp nhà em 75-76kg trở lại mình mặc vừa nha các chị. Nhí cam 6 em chốt cho chị Thiên Thanh. Rồi lên với em bộ này bộ nhí đỏ. Đẹp lắm luôn á cả nhà, bông về đợt này bông nào cũng đẹp, các kiểu mặt cũng đẹp. 110.000. Thường bộ này là em bán cho mấy chị toàn là giá 125 luôn á, mai bán 110 thôi. Chị dễ mua ha. Rồi lên với em bộ này nha các chị đẹp nha, em chốt em mã này ạ. À. Lên với em mã này mã nhí đỏ, chốt em nhí đỏ nha các chị đẹp nha, em nhí đỏ. Alo dạ đi, Diệu nghe ạ. Nhí cam 6 còn không Huy? Cho em hỏi hồi trưa em không có like bà ba chị đẹp ơi. Chắc chị hết, coi like cũ á. Chị coi trên YouTube là thời gian phát không có đúng đâu chị. Chị muốn mua hàng thì chị chụp lại cái mẫu mình muốn mua mình gửi qua bên Zalo giùm em ha. Giờ em gửi thì chị coi giùm em con còn mã đó không nha chị. Chị hiện tại giờ em đang like rồi, có gì sáng mai em trả lời ha. Rồi. Chị cứ chụp chị gửi qua đi. Dạ. Cam 6 hết rồi, Minh Đức không có. Nhí cam 6, chị Minh Đức ơi em hết nhí cam 6 rồi. Chị chọn qua cái khác đi chị, nhí đỏ, nhí xanh gì giùm em được không? Dạ cái này ống nhỏ đó chị Bích Chân Chinh ơi. Ống nhỏ nhưng mà ống nó cũng vừa vừa thôi, nó không có ôm sát vô người mình nha chị. Bỏ cái này cái chị mặc cái ống quần nhìn cái chân của mình dài lắm nha. Nhí vàng size 4 em chốt cho chị Phương Rô. Nhí cam size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Thị Úc. Chị Minh Đức ơi chọn qua cái bông khác giúp em nha chị ơi. Chị lấy nhí đỏ hoặc là nhí ngọc gì giùm em được không? Size 4 là mã giá mấy hả? Đây. Bộ nhí. Cái đó là hả? Nhí cam. Bộ này nhí cam. Chế Phương Rô ơi, nhí cam. Nhí đỏ size 6 cho chị Dung Lê. Chị Phương Rô ơi, bộ nhí cam. Em lộn á, em đọc lộn. Chị chốt nhí cam nó sửa lại em review đi ha. Chị Phương Rô. Nhí đỏ còn mấy bộ nhiều viên? Nhí đỏ 6 còn mấy bộ? À, chị khoan nha, chị Minh Đức ơi, chị Minh Đức có lấy bộ nhí đỏ không? Nếu mà chị Minh Đức lấy thì em chốt cho chị Minh Đức, còn chị Minh Đức không lấy thì em chốt qua cho chị Dung Lê. Nhí cam 3 với 4 cho chị Phương Rô. Chị Phương Rô lấy 2 bộ nguyên rồi, 3 với 4, chị bấm điều mới nè, bỏ cái điều đó đi. Gì ha? Rồi. Cái bộ nhí đỏ chờ em tí xíu nha. Rồi, em có nhiều nhí lắm. Cái chị yên tâm không chốt được nhí này mình chốt nhí khác. Rồi, cái này là nhí xanh nè. Nhí xanh. Chốt em nhí xanh nha, nhí xanh. Nhí cam ba hết. Rồi lên giúp em nhí xanh đi các chị. Bông nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Lên giúp em nhí xanh. Rồi nhí ngọc. Đây bộ nhí ngọc rất là đẹp nè. Xe số 6 mỗi một bông em còn có một bộ à. Nhí cam 5 cho chị Hana C. Nhí xanh 6 cho chị Thiên Thanh. Chị Minh Đức ơi, chị Minh Đức có lấy bộ nhí đỏ 6 không chị ơi? Rồi nhí ngọc, đây bộ nhí ngọc rất là đẹp luôn nè. Nhí ngọc. Nhí xanh đúng không? Dạ. Rồi ok, vậy là chị Minh Đức lấy nhí đỏ, vậy là chị Kim Dung
Chị Dung Lê không có nhí đỏ 6 rồi, chị Dung Lê lấy qua nhí ngọc giúp em được không? Lấy qua nhí ngọc giúp em đi ạ. Nhí xanh em cũng hết 6 rồi, lấy qua nhí ngọc đi chị, bộ nhí ngọc cũng đẹp nữa nè. Minh Đức chưa có số điện thoại. Chị Minh Đức khách mới chưa có số điện thoại hả? Chị Minh Đức lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị đẹp, chị khách mới hả? Lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em ha. Rồi nhí hồng giúp em luôn cả nhà, nhí hồng. Nhí cam em đang mặc hết 6 luôn rồi chị ơi. Chị Dung Lê nhí cam em mặc hết 6 luôn rồi, size 6 hiện tại bây giờ, còn nhí hồng với lại là nhí ngọc á. Nhí hồng với nhí ngọc. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chị Minh Đức lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí hồng. Nhí hồng. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã bông hồng các chị, bông hồng. Chốt em bông hồng nha, bông hồng rất là đẹp luôn nè, bông hồng. Nhí ngọc 6 cho chị Dung Lê. Chốt em bộ này là bộ bông hồng cả nhà, bông hồng. Bông hồng kèm size giúp em nha, bông hồng. Rồi em có bông đỏ. Bộ nào cũng đẹp hết á, bông đỏ. Chốt em bông đỏ nha các chị, bông đỏ. 110.000 cả nhà mình ơi. Lên với em bộ này bộ bông đỏ các chị, bông đỏ. Nhí hồng 6, chị Minh Đức phải cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Không có là em không có chốt đơn nha. Chị Duyên Lê hồi nãy là nhí ngọc. Xe số 2 không lấy. Lấy qua mã nhí cam 2 còn không Quyên? Rồi nhí cam 2 cho chị Duyên Lê. À trời đất ơi, chị Minh Đức là chị Hung Mỹ. Chị đẹp, cho em số điện thoại. Bữa nay đổi số điện đổi nick mới hả? Cho em số điện thoại đi để mai mấy bạn không biết chị đó. Bông hồng 5 cho chị Nguyễn Thị Út. Rồi lên giúp em bộ này là mã đẹp cả nhà. Chốt em mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha, mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha. Em còn bộ Latin. Bộ Latin chị Phương Chi ơi, chị muốn mua hàng Latin ngày mai chị coi giúp em đi ha, chưa mai đi chị. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông mã đẹp đi cả nhà, cái gì ha? Nhí cam 3 em chốt cho chị Nghi Lớp. Chị Hương Mỹ. Chị Minh Đức là chị Hương Mỹ, chị ghi vô đó là chị Hương Mỹ là được. Hả? Hương Mỹ. Nhí cam 3 em hết trơn rồi chị Nghi Lớp ơi, mã đẹp 3 cho chị Phương Rô. Người ta đọc số điện thoại ngày mai cửa chứ mà không. Ta nói là không có số điện thoại, trời đất ơi. Em mới xin nãy giờ đó. Điện thoại của chị Hương Mỹ đó. Không có biết. Mã đẹp. Không có nhớ, làm sao mà nhớ nổi. Thì chị ghi vô đó là chị Hương Mỹ đi, ngày mai cha là ra. Chị Duyên Lê là xả bộ nhí ngọc 80.000 hả? Rồi vậy xả đi em rút bill đi. Rồi đẹp 3 cho chị Liên Bảo. Ok chế Minh chế Hung Mỹ nha. Rồi rồi có số điện thoại của chị Hung Mỹ rồi đó. Chị Nghi Lớp ơi, nhí cam 3 chị Nghi Lớp không có nha. Đẹp 4 cho chị 10 Tàu. Ok. Rồi lên giúp em mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp. Cái bộ xanh đen này là siêu phẩm rồi mấy chị. Nãy em mặc xanh đen chốt quá chừng luôn. Vàng em đang cầm ra số 6 là mã đẹp 6 còn Nguyên. Rồi đẹp 6 còn luôn, đẹp 6 cho chị Hương Mỹ luôn. Cái bộ xanh đen này là siêu phẩm luôn mấy chị, nãy em chốt nhiều lắm. Xanh đen là em hết chân size 2 rồi, em còn 1, 3, 4, 5, 6 thôi, 6 cũng còn có 1 bộ à. 1, 3, 4, 5, 6 lên giúp em mã xanh đen. Số của chị cho là 0935 0935 42 8986. Rồi hình như là cái của chị Phương Rô là số điện thoại đúng rồi đó chị. Đúng với cái số chị cho rồi đó. Đẹp 5 cho chị Hana C. Ok chứ Hana C. Rồi bộ này lên giúp em bộ xanh đen đi cả nhà, rất là đẹp luôn nè. Xanh đen 6 em chốt cho chị Thiên Thanh. Rồi chị Hung Mỹ sao rồi, chị Hung Mỹ lấy qua size 5 được không chị? Lên với em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này bộ xanh đen. Xanh đen hiện tại là còn được 1, 3, 4, 5.
xanh đen ba cho chị Nghi lớp. Xanh đen ba cho chị Nghi lớp. Xanh đen bộ này rất là đẹp các chị. Xanh đen hiện tại còn 1, 3, 4, 5. Em hết 2 với em hết 6 nha. Lên với em mã xanh đen. Rồi bộ này. Đây. Bộ này cũng rất là đẹp luôn nè. Bộ này là giải là siêu mát luôn á. Lên với em mã này là mã kem. Xanh đen 5 cho chị Nguyễn Thị Úc. Bộ này đây các chị giải đẹp lắm. Bộ mã kem ha. Lên với em mã kem. Quá đẹp. Xanh đen 4 năm cho chị Nhi Phương Rô. Ok à, chứ Phương Rô. Rồi em hết xanh đen 5 luôn. Xanh đen hiện tại còn 1, 3, 4 nha cả nhà ơi. Xanh đen hiện tại còn 1, 3, 4. Đây lấy luôn bộ này đi cả nhà ơi. Bộ này mã kem đẹp lắm nè. Để em mặc luôn nha. Kem chắc phải mát lạnh luôn á. Kem 6 cho chị Minh Đức. Kem 6 rồi. Là hết kem 6 luôn. Rồi chớ em bộ này là mã kem nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nè. $110.000 một bộ thôi các chị, rất là đẹp. Có $110.000 hả chế bao vũ. Bộ bao lăn tông tay lỡ đẹp lắm luôn á chị. Bộ này mặc vừa trẻ vừa đẹp vừa gọn người. Rồi lên giúp em bộ này là mã kem nha các chị. Mã kem. Kem kèm size giúp em đi cả nhà ơi. Cái bộ này ở ngoài đẹp hơn ở trên like gấp mấy lần. Giải mát mướt. Dạ nó đã. 110.000 một bộ. Cả nhà mình ơi có 110.000 thôi. Rồi em đang mặc bộ em đang mặc là mã kem nha các chị, kem 5 cho chị Ngọc Dào. Ok chứ Ngọc Dào. Em dơ bông lại cho mấy chị nha. Bộ xanh đen này đẹp lắm luôn nè. Chớ em xanh đen nha, kem 1 cho chị Linh Mẫn. Em chào chị Linh Mẫn. Rồi, bộ này lên giúp em là mã xanh đen cả nhà ơi, xanh đen. Quá đẹp luôn. Chớ em xanh đen nha, xanh đen kèm size giúp em, xanh đen. Bộ em mặc size số 3 là kem 3 cho chị Bo Vũ. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Giúp em mã đẹp. Cái chị muốn em mặc lại bông nào thì nói em mặc lại cho các chị xem nha. Lên giúp em mã này là mã đẹp cả nhà. Đẹp. Bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Mặc vô là bộ nào các chị đẹp nhà em cũng muốn mua luôn. Lên giúp em mã này là mã đẹp cả nhà. Mã đẹp. Kem 3 em chốt cho chị Hoa Hoa. Em chào chị Hoa Hoa. Lên giúp em mã này là mã đẹp ạ. Chị muốn em mặc lại bông nào nói em mặc nha. Rồi lên với em bộ này là bộ bông đỏ nè các chị, bông đỏ xanh đen 3 cho chị Bo Vũ luôn. Chớ em mã này mã bông đỏ các chị, bông đỏ. Chớ em bông đỏ, bông đỏ kèm size giúp em luôn. Lên với em mã này mã bông đỏ các chị, bông đỏ. Quần ống nhỏ chị Ngọc Bích. Bộ này em đang like cho mình là quần ống nhỏ đó chị. Ống rất là vừa mặt luôn nha. Rồi lên với em bộ này là bộ bông hồng cả nhà. Chớ em mã bông hồng. Bông hồng này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Bông hồng, bông đỏ. Nói chung cái lô này bông đẹp đẹp không à. Lên với em mã bông hồng. Cái kiểu lên á, bông nào cũng hợp hết á. Lên với em mã bông hồng à. Bông hồng. Kem 3 cho chị Anh Khoa. Bông đỏ 4 em chốt cho chị 10 tàu. Bộ em mặc giá 110.000 chị Phương Nguyễn ơi. Bộ em mặc giá có 110 hả chị. Bộ bao lăn tông ha. Cổ bao lăn tông nè. Tay lỡ rất là đẹp luôn. Giả thun mặc rất là mát. Dạ bộ này không có miễn ship chị Nghi lớp ơi, cái này không có miễn ship. Tại vì em bán giá sát cho mấy chị luôn rồi đó. Đáng lý ra bộ này là 125 đó mấy chị. 125, thường là em sẽ bán bộ này 125 mà em bán cho mấy chị giá 110 thôi. Nên là những bộ này em sẽ không có miễn ship được ha. Bông hồng size số 4 em chốt cho chị 10 tàu rồi. Ủa? Bông đỏ này. Bông đỏ, rồi bông hồng cho chị 10 tàu. Chị chốt thêm bộ bông hồng đây. Một bộ kem 70kg hả? Rồi bông hồng bông hồng 4 em hết trơn rồi chị 10 tàu ơi. Chị lấy qua cái mã đẹp giùm em được không? Cái mã đẹp nè chị, cái bông này nè. Của chị được bộ bông đỏ hả, bông hồng em hết rồi. Bộ kem size số 5 cho chị Nguyễn Dương. Chị Nguyễn Dương 70kg là cao bao nhiêu vậy chị Nguyễn Dương ơi? Chị cho em xin cái chiều cao nha. Kem 3 cho chị Công Võ.
Chị thích ống rộng hả? Bộ này em may ống nhỏ rồi chị ơi. Bộ này may ống nhỏ. Bộ này may ống nhỏ nó đẹp nè. Tại ống rộng bữa giờ em lên nhiều quá rồi, nên là mấy chị yêu cầu ống nhỏ, nên đợt này em sẽ về một loạt ống nhỏ cho mấy chị. Rồi để em mặc xanh đen cho mấy chị coi. Bộ em mặc là mã da nha. Ủa anh mã kem nha mấy chị ơi, mã kem nha. Bông hồng sáo còn không? Bông hồng sáo toàn bộ ha. Bông hồng sáo cho chị Lan Hoa. Ok, chế Lan Hoa là em hết bông hồng sáo. Xe số 6 bây giờ chỉ còn có bông đỏ với lại là mã đẹp thôi các chị. Rồi đây bộ xanh đen. Xanh đen là hiện tại em còn được 1, 3, 4 nha cả nhà. Xanh đen hiện tại còn 1, 3, 4 mà. Rồi lên giúp em mã xanh đen đi các chị. Xanh đen hiện tại em còn được size 1, size 3 và size 4. Giá 110.000 một bộ, rất là đẹp. Xanh đen. Mã đẹp hồi nãy chị 10 tà chốt rồi hả? Ờ à, nãy chị chốt rồi. Qua nhí đỏ đi chị. Nhí đỏ cũng đẹp á. Tại vì cái bộ hồi nãy là bộ bông đỏ chỉ có, mà bộ bông hồng chỉ hết ha. Vậy chị phải chốt qua bộ nhí hồng chứ. Xanh đen size số 4 cho chị Tho Kim, hoặc là lấy bộ xanh đen nè chị Mười Tàu ơi, bộ xanh đen đẹp nè chị. Còn có một bộ nữa nha. Xanh đen em còn rồi, xanh đen 4 cho chị Mười Tàu hết luôn. Rồi, hết trơn size 4 luôn. Xanh đen hiện tại em còn 1 với 3 thôi cả nhà. Đây để em mặc bộ nhí ngọc cho các chị xem bộ nhí ngọc đẹp nè. Đây bộ nhí ngọc. Chị Nguyễn Dung này có cho số chiều cao cho chị. Chưa. 70 kg. Chị Nguyễn Dung ơi, cho em cái chiều cao cái em lấy size 5 cho chị trước đi. Bộ 110.000 hả chị Hoàng Trinh ơi. Có 110.000 hả chị. Đơn của chị Hương Mỹ mai đi đơn luôn, khỏi gọi nha. Của chị Minh Đức á. Ok. Đây, bộ nhí ngọc rất là đẹp luôn nè cả nhà. Cái lô này là em nói gọi bông nào là mặc lên cũng đẹp trơn á. Đẹp xuất sắc luôn. Lên giúp em mã này là mã nhí ngọc nha cả nhà ơi. Nhí ngọc kèm size giúp em đi cả nhà. Đẹp quá. Chú em nhí ngọc nha, 110.000 một bộ. Lên giúp em nhí ngọc. Rồi cái này là nhí hồng nè. Nhí ngọc em còn từ size 1 đến size 5. Hết 6. Nhí hồng. Nhí ngọc size 2 cho chị Trần Thu. Nhí ngọc size số 5 cho chị Hana C. Ok chứ đẹp. Lên với em mã này là mã nhí hồng. Nhí hồng cũng đẹp luôn. Lên với em nhí hồng ha. Em mặc là nhí ngọc. Chốt em nhí hồng các chị, nhí hồng. Nhí hồng em cũng còn từ size 1 đến size 5 luôn. Hết 6 luôn. Lên với em mã nhí hồng. Rồi bộ này lên giúp em là bộ nhí xanh nè. Chớ em nhí xanh. Đó, bộ này cũng đẹp chứ không chị. Nhí xanh em cũng còn từ size 1 đến size 5 luôn. Nhí xanh. Chị nào thích bông nhí là cái lô này là ok ha. Nhí xanh. Thích cho em bộ nhí cam ha. Ở nhí cam có rồi. Nhí hồng 5 em chốt cho chị Ngọc Giàu. Ok chứ Ngọc Giàu. Rồi chốt em nhí đỏ. Quá đẹp luôn, nhí đỏ. Đây chị, chị nhìn băng. Hả? Cái gì vậy? Nhí đỏ, lên với em nhí đỏ. Quá đẹp luôn, lên với em nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. Rồi, em hết rồi đó. Nhí ngọc đẹp quá đẹp. Chớ em mã nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Rồi tối nay em like tới đây thôi nha các chị ơi. Tạm up like ở đây luôn ha. Chiều mai em hẹn các chị, chiều mai em like tiếp nha.
Rồi xanh đen size số 3 cho chị Phương Nguyễn. Ok chứ Phương Nguyễn. Bi đỏ size số 5 là bộ giả váy hả chị Tho Kim? Bi đỏ size số 5 là chị lấy bộ giả váy hả chị, hay là chị lấy nhí đỏ mẫu bâu lăng tông? Nhí đỏ 3 cho chị Hoa Hoa. Ok chứ Hoa Hoa. Em đang mặc là nhí ngọc nha các chị. Em đang mặc là nhí ngọc. Quá đẹp luôn bộ này các chị. 110.000. Dạ đơn của chị Hana C đi đơn luôn. Chị Hoàng Trinh cao 1m50 nặng 53kg. Nếu như mà chị gọn người thì chị mặc size 2 chị Hoàng Trinh ơi. Còn nếu tròn người thì lên size 3 dùm em nha chị đẹp. Gọn người thì mặc size 2 mới vừa nha chị đẹp ơi. Còn tròn tròn người tí xíu thì lên size 3 dùm em. Giống như bình thường chị mặc đồ mà chị mặc size M thì chị chốt size 2. Còn chị mặc tới size L hoặc XL thì chị lên size 3 dùm em. Chứ Tho Kim lấy bộ nhí đỏ hay là bộ bi đỏ chị? Nhí đỏ là bộ cổ bao lăng tông, còn bi đỏ là bộ giả váy. Chứ lấy bộ nào? Dạ đơn của chị Phương Nguyễn là đi đơn luôn nguyên. Mã số 655. Có địa chỉ luôn mình ở Lâm Đồng. Dạ. Ừ, ok. Dạ được nha chị Anh Khoa ơi. Ngày mai chưa mai cái chị cứ lên coi like rồi em dồn cho cái chị chiều em đi đơn. Rồi chốt giúp em bộ em mặc là mã nhí ngọc nha. Dạ đơn của chị Hoa Hoa là đi đơn luôn, khỏi gọi. Ok chị đẹp. Chị ấy chưa có trả lời là em lấy cho chị cái bộ giả váy đi em. Bi đỏ là bộ giả váy mà. Chị gì quên tiêu rồi. Chưa bấm tiêu luôn hả? Chị gì qua bấm tiêu rồi. Chờ em xíu. Chị Hana C đi đơn luôn. Đơn của chị Nguyễn Thị Vân đi đơn luôn. Chị Nguyễn Thị Vân. Chị Nguyễn Thị Vân có một bộ à. Bộ gì hồi nãy em chị đổi qua đó. Bộ giả váy em đi đơn luôn cho chị. À. Chị Tho Kim ơi, chị Tho Kim còn ở trên live không ạ? Chị lấy bộ giả váy hay là bộ em mặc chị ơi? Rồi ok, bi đỏ giả váy ok chị đẹp. Bi đỏ số 5 em chốt cho chị Tho Kim. Ôi đẹp quá cả nhà ơi, bộ này. Rồi em cảm ơn cả nhà mình nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Em hẹn các chị vào buổi live trưa mai nha. Trưa mai lên sớm thì 10 giờ em sẽ live ha. Còn trễ tí xíu thì 11 giờ. Rồi em cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà mình ngủ ngon ạ. À.